chương 153 Phá mắt trận Sáng sớm ngày hôm sau Hoàng Nhị Tiền mang linh thạch đến chân núi Thiên Cơ Môn. Không chỉ là linh thạch mà hắn còn chọn ra vài loại tài liệu đặc biệt trong số các loại tài liệu thu mua được chuẩn bị đưa cho Diệp Tố. Tới sớm như vậy, Diệp Tố còn đang ngồi xổm ở đại môn trầm tư, nhìn thấy Hoàng Nhị Tiền thì có chút kinh ngạc. Sửa soạn linh thạch một đêm là đủ rồi sắc mặt của Hoàng Nhị Tiền tốt hơn trước không ít. Tuy rằng trên mặt có chút mỏi mệt nhưng so với lần ban đầu gặp mặt thì hiện tại hắn lưng eo thẳng thốn, cũng không còn nét khô gầy tặc khí trong quá khứ. Khó có khi thấy Diệp Tố nghiêm túc yêu cầu một việc như vậy, Hoàng Nhị Tiền lo nàng cần dùng gấp nên đêm qua hắn trắng đêm gom góp linh thạch khắp nơi, sợ chính mình đem tới chậm. Đa tạ, Diệp Tố đứng dậy nhận lấy linh thạch Hoàng Nhị Tiền đưa qua một túi cản khôn khác là tài liệu mà tài liệu hành thu được trong một năm này cô xem thử có thể dùng được hay không hoàng nhị tiền thở dài tu sĩ bình thường như bọn ta cũng không có cách nào có thể đối phó được ma vật chỉ có thể trông cậy vào các tu sĩ lợi hại mà thôi hắn đưa linh thạch xong nói mấy câu với diệp tố rồi lại vội vã rời đi còn một đống tài liệu cần thu thập nhập kho diệp tố vẫn đứng tại chỗ nắm túi linh thạch đổ toàn bộ linh thạch ra ngoài linh thạch nhiều đến nỗi xếp thành một tòa núi nhỏ, xem ra Hoàng Nhị Tiền đã tốn không ít tâm sức để gom được từng này. Nàng dẫn toàn bộ linh khí vào giữa mắt đại trận, dùng linh lực kích phát trận pháp. Một lát sau, linh khí trước thiên cơ môn dao động kịch liệt, hộ môn đại trận chậm rãi dâng lên, bao phủ toàn bộ thiên cơ môn. Trương Phong Phong vốn đang lăn qua lăn lại trong phòng không cách nào ngủ được lúc này nhận thấy được khác thường liền nhanh chóng ngồi bật dậy, chạy như bay ra ngoài đập vào mắt là hộ môn trận pháp đang chậm rãi dâng lên đại đồ đệ không có lúc nào nghỉ ngơi sao trương phong phong muốn từ cửu huyền phong đi xuống chân núi vừa lúc nhìn sang thấy du phục thời đã bước ra khỏi phòng vừa đứng lên khắp huyết kiếm ông không khỏi gấp gáp nói phục thời cho sư phụ quá giang cùng xuống dưới nhé du phục thời lắc đầu dẫm lên khắp huyết kiếm bay xuống nhưng khắp huyết kiếm linh lại bay ra từ trong kiếm đứng tại chỗ Trương Phong Phong giật mình trợn mắt hít một hơi, liên tục lui về phía sau, trong nháy mắt căng ra chuông linh lực phòng hộ. Ngươi là ai? Nam nhân một thân hồng y này yêu lý yêu khí, thoạt nhìn giống ma nhưng lại giống như không phải ma. Khấp huyết trực tiếp tung ra một quyền đấm vỡ chuông linh lực của Trương Phong Phong, vòng tay qua ôm eo trưởng môn, sách ông nhảy xuống dưới chân núi, bổn kiếm mang ông đi xuống. Cả người Trương Phong Phong cứng đờ, tiếng gió rít gào bên tai, cảnh vật cây cối trong tầm mắt không ngừng lui về phía sau vun vút. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mặt khác ở dưới chân núi, hồ trưởng lão cũng bị kinh động mà chạy ra. Riêng vu thủ vệ vẫn an tĩnh ngồi ở trước bàn, ông chỉ thoáng nhìn ra ngoài một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt bắt đầu sửa sang lại thư tịch. Sau khi hộ môn đại trận hoàn toàn dâng lên, tất cả các lỗ hồng đều có thể thấy được rõ ràng, diệp tố lại một lần nữa phóng thích thần thức bao trùm lên toàn bộ đại trận nàng muốn tìm ra chỗ khác thường đây là đang làm gì đây hồ trưởng lão đứng giữa thí luyện trường lẩm bẩm theo sau là du phục thời và trương phong phong cũng lần lượt đi xuống từ cửu huyền phong trương phong phong một đường hãi hùng khiếp vía rốt cuộc cũng bình an đáp xuống ông chỉ vào khắp huyết ngươi ngươi đây là kiếm linh Hồ trưởng lão nói với Trương Phong Phong, học nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, nói không chừng tương lai con cũng có thể luyện ra pháp khí có linh. Trương Phong Phong nghe vậy khiếp sợ, kiếm linh. Ông lập tức giữ chặt khắp huyết đi qua đi lại đánh giá, nỗi sợ hãi vừa rồi như chưa từng xuất hiện. Khắp huyết kiêu ngạo mà ngẩng đầu, tùy ý để Trương Phong Phong đánh giá, là một tà linh trên trời dưới đất có một không hai, hắn đáng giá ánh mắt chiêm ngưỡng của tất cả mọi người. Dù phục thời đứng ở bên cạnh, an tĩnh nhìn Diệp Tố ở đằng trước, khớp huyết kiếm bị hắn ném ở dưới chân. Sau khi bị đánh giá xong thì khắp huyết liền lập tức chạy tới, nhặt lên chính mình, đau lòng mà thổi thổi bụi bặm ở trên kiếm. Nhận một chủ nhân không yêu quý kiếm là việc xui xẻo nhất đời này của khắp huyết hắn. Tuy rằng lúc trước hắn có suối dục náo loạn không ít nhưng hiện tại rõ ràng hắn đã cải tà quy chính sau khi thần thức bao trùm lấy hộ môn đại trận Diệp Tố mới nắm rõ được toàn bộ trận thế của đại trận cùng với tình trạng hiện tại của nó. Đại trận rách nát bất kham, có không ít dấu vết tu bổ, tuy nhiên có không ít chỗ thì trình độ sửa chữa chỉ có thể nói là tạm được, khó trách về sau cứ mỗi trăm năm lại phải tu sửa một lần. Hộ môn đại trận quá mức phức tạp, với cảnh giới hiện tại của Diệp Tố thì không cách nào có thể xem hiểu hoàn toàn, vì thế nàng chuyển sang nghiên cứu những chỗ có dấu vết sửa chữa qua, xem xét những chỗ này quả nhiên phát hiện ra trong đó có trận trung trận. Thật sự có người đã động tay động chân, thiên cơ môn đều là luyện khí sư, đối với trận pháp không có nhiều hiểu biết, căn bản sẽ không ai nghĩ đến có người sẽ cất giấu trận pháp khác trong hộ môn đại trận. Những trận trung trận này được che giấu thập phần cẩn thận, nếu không phải bản thân diệp tố mang theo hoài nghi phỏng đoán phục họa thì chắc chắn sẽ không cách nào phát hiện nó có thể rút ra linh khí thậm chí còn có vài cái trận trung trận mà nàng không thể bóc tách ra được diệp tố mở mắt ra xoay người liền thấy ba người trên thí luyện truyền đều đang đổ dồn ánh mắt nhìn mình thế nào trương phong phong khẩn trương hỏi hộ môn đại trận xác thật đã bị người động tay động chân diệp tố nói có rất nhiều chỗ con xem không hiểu nên không thể chữa trị được. Sắc mặt Trương Phong Phong khó coi, mấy ngàn năm từ trước đến nay, số người tới Thiên Cơ môn tu sửa đại trận không hề nhỏ. Con nghe nói đều là thình người vạn Phật tông tới có đúng không sư phụ? Diệp Tố hỏi, hôm qua khi truy tung phương hướng của linh khí, nó rõ ràng dẫn đến các bí cảnh mà các nàng đã từng đi vào, hơn nữa Tứ Lăng Đài sen pháp trượng lấy từ một trong các bí cảnh đó vẫn còn nằm trong túi nàng đây rất khó để không nghi ngờ chuyện này có quan hệ với vạn Phật Tông. Vào thời kỳ thiên cơ môn cường thịnh nhất, tu sửa hộ môn đại trận đều là mời tông chủ vạn Phật Tông, sau lại đổi thành đại trưởng lão, cuối cùng là trưởng lão, đến 500 năm trước thì không có người nhận lời nữa. Hồ trưởng lão tuy rằng không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vài chuyện ông biết nên vẫn muốn nói ra. Thật ra thiên cơ môn từ hơn 2.000 năm trước đã có dấu hiệu xuống dốc, Tuy nhiên các đại tông có thịnh có suy, đây là một chuyện hoàn toàn bình thường. Mãi cho đến hơn 500 năm trước, rõ ràng thiên cơ môn vốn đang có xu thế quay lại đỉnh cao thì lại vì thiên tài quá nhiều, luyện ra pháp khí phẩm dai quá cao mà dẫn đến linh mạch hoàn toàn khô cạn, và sự kiện quá mức hiếm lạ đó đã trở thành giai thoại cuối cùng của thiên cơ môn. Vạn Phật Tông đối với trận pháp tinh thông bậc nhất, Trương Phong Phong thở dài, cả con cũng xem không hiểu thì trận pháp hộ môn này phải làm sao để giải trừ đây uổng công ông nhiều năm như vậy luôn tích cóp một chút linh thạch cuối cùng để vận hành đại trận diệp tố bình tĩnh nói trận pháp hỏng rồi cứ trực tiếp loại bỏ là được trương phong phong nghe vậy tức khắc đôi mắt liền sáng ngời đại đồ đệ đầu óc con quả nhiên là dùng tốt diệp tố đối với đại trận không xem hiểu được hoàn toàn nên chỉ có thể dùng phương pháp lấy bạo lực phá trận nhưng mà nàng đã xem nhẹ uy lực của hộ môn đại trận này. Đã nói thì phải làm ngay, hiện tại bọn họ cũng biết mắt trận nằm ở đâu, hủy trận càng thêm dễ dàng hơn một chút. Trương Phong Phong tức khắc liền tụ tập linh lực, tung ra một kích về phía mắt trận, mang theo phẫn nỗ bị lừa gạt mấy trăm năm qua. Tuy nhiên, mặc dù hộ môn đại trận đúng là không thể hoàn toàn ngăn cản được công kích từ bên ngoài nhưng muốn phá hủy nó cũng không phải đơn giản như vậy. Uy lực từ một kích của hợp thể hậu kỳ Trương Phong Phong không tính là nhỏ vậy mà khi đánh vào trên mắt trận thì lại bị đại trận phản phể. Ông trực tiếp bị một kích trả ngược lại đánh bay ngã xuống đất. Trường môn, hồ trưởng lão lập tức tiến đến nâng Trương Phong Phong dậy. Mắt trận, Trương Phong Phong dãy dụa đứng lên, nhìn về phía mắt trận, vì sao không hề sứt mẻ gì. Diệp tố nhíu chặt mày, chẳng lẽ chỉ còn cách phải nghiên cứu thấu triệt đại trận trước mới giải quyết được sao? Với cảnh giới hiện tại của nàng mà nói, có vài thứ trên pháp trận nàng hoàn toàn xem không hiểu, cần phải tiến giai mới có thể cảm nhận được đường lưu truyền của linh khí trong trận pháp. Dù phục thời nghiêng đầu nhìn diệp tố nhân mày, bỗng nhiên vươn tay về phía khắp huyết. Khắp huyết vẫn còn đang ôm lấy bản thể của mình, thấy chủ nhân vươn tay thì không tình nguyện đặt kiếm vào trong tay hắn. Du phục thời rũ mắt rút ra khắp huyết kiếm, khắp huyết cũng trở về trong thân kiếm, huyết hồng kiếm đón lấy tia nắng đầu tiên trong ngày. Trong một khắc khi du phục thời dương mắt, hắn cũng đồng thời phi thân chém thanh kiếm trong tay về phía hộ môn đại trận đã sừng sững vạn năm của thiên cơ môn. Mắt trận ầm ầm tan vỡ. chương 154 Hồi sinh Một kiếm đó vừa chém tới, trong nháy mắt khi chạm vào mắt trận, thân kiếm phát ra quang mang đỏ như máu, chấn động phát ra khiến không khí xung quanh gần như động lại. Hồng quang trói mắt làm cho nấy người đứng trên thí luyện trường cơ hồ không mở được mắt, ai cũng không phát hiện ra trên thân kiếm khắp huyết ẩn ẩn những đường mảnh nhỏ đỏ quạch như mạch máu, tựa như huyết mạch của người sống, chúng cấu thành một đạo phù chú, cuối cùng hòa vào lưu quang đỏ như máu đâm vào giữa pháp trận. Trận trung trận điên cuồng hấp thu linh khí ở dưới lòng đất sâu ở một nơi xa nào đó, ý đồ muốn cản lại một kiếm này nhưng chỉ tốn công vô ích ánh sáng đỏ phảng phất như là thiên địch của hộ môn đại trận len lỏi theo từng ngóc ngách có dấu vết của đại trận đập nát nó từng tấc một ánh sáng đỏ không ngừng men theo đại trận lan ra xa đi đến đâu phá hủy đại trận đến đấy lấy phù phá trận nếu diệp tố có thể nhìn thấy sẽ phát hiện phù chú này giống như đúc tờ họa phù trong từ điển cổ văn nhưng lúc này sự tập trung của mọi người đều đang đổ dồn về phía hộ môn đại trận. Từ sau một kiếm của du phục thời vung xuống, hộ môn đại trận màu lam nhạt bao trùm lấy thiên cơ môn, lấy mắt trận làm trung tâm, vỡ tung thành vô vàng mảnh nhỏ trong chớp mắt, cuối cùng tiêu tán trong không trung. Nơi xa dưới lòng đất, ánh sáng đỏ đã đụng phải cỗ lực lượng nào đó, chúng không ngừng va chạm cắn nuốt lẫn nhau. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, chờ một sự biến hóa nào đó, hoặc là nói chờ một kỳ tích xảy ra bên kia không ít đệ tử vô âm tông từ sáng sớm đã tụ tập lại ngóng nhìn sang tông môn hàng xóm bên cạnh thiên cơ môn làm sao lại có thể dâng lên hộ môn đại trận bọn họ lấy linh khí từ đâu ra dùng linh thạch cũng được mà lúc trước thiên cơ môn hẳn là kiếm lời được không ít thiên cơ môn vốn lớn hơn vô âm tông cả chục lần mặc dù hộ môn đại trận đã cực kỳ rách nát nhưng một khi vừa dâng lên vẫn như cũ có thể khiến người khác nhìn thấy được bóng dáng cường thịnh đã từng của một siêu cấp tông môn cũng không biết bọn chúng lại đang giờ trò gì dương đàm đứng ở ngoài điện bực bội nhìn về hướng thiên cơ môn năm trước giành được hạng nhất tông môn đại bì thì lại làm sao cũng chỉ nổi bật nhất thời rồi lại bị mọi người quên lãng nhìn xem trảm kim tông hiện giờ như mặt trời ban trưa không có linh mạch thì có dãy rụa thế nào đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Tính thời gian thì Diệp Tố hẳn là đã trở lại từ luân chuyển tháp. Chi cơ xoa xoa sau lưng Dương Đàm vừa nói, có khi đạt được duyên pháp nào đó chăng? Dương Đàm đen mặt, nếu không phải tại con nhóc đó thì Giao Nhi sớm đã có thể có quan hệ kháng khít với Côn Luân. Vốn dĩ lão ta đã soạn sẵn đường đi nước bước cả rồi, Giao Nhi xuất chiến kinh diễm quần hùng ở Tông Môn Đại Bỉ, lại có ân với đại đệ tử lục trầm hàn của Côn Luân, nương vào hai yếu tố này tạo quan hệ với Côn Luân, lại tìm thời cơ thích hợp truyền ra tin tức huyền âm chi thể, khiến tông chủ Côn Luân phải lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó vị trí của Ninh Thiển Giao ở Côn Luân chắc chắn sẽ vững như bàn thạch, lão cũng sẽ có thể thơm lây, được nhiều chỗ tốt. Chỉ cần vào được Côn Luân, tìm một vài viên đan dược tăng lên cảnh giới hẳn là dễ như trở bàn tay mà thôi. Mấu chốt nhất chính là ở trong tu chân giới này, chỉ cần hô danh hào của Côn Luân thì ai cũng không dám khi dễ hay xem thường. Tình cảnh lưng đeo cái thanh danh rách nát của thiên cơ môn lão đã chịu đủ rồi. Kết quả thì sao? Diệp Tố không những phá hỏng chuyện tốt của bọn họ ở tông môn đại bỉ mà ngay cả việc tiến vào luân truyền tháp cũng cắm vào một chân, thậm chí tựa hồ đã nhận ra cái gì đó ở giao nhi. Dương Đàm vừa nhớ tới bộ dáng tiểu tụy của Giao Nhi khi đưa tin trở về thì trong lòng liền bực bội không thôi. Trương Phong Phong thu đồ đệ không có một đứa nào tốt cả, cả ngày chỉ gây chuyện xấu là giỏi. Đặc biệt là tên đệ tử mới tới gần đây du phục thời, không biết có phải trời sinh xung khắc với Giao Nhi hay không. Ta thấy Giao Nhi hiện giờ cũng không tồi. Chi cơ ôn nhu nói, nghe nói con bé vẫn luôn ở vạn Phật Tông cùng với yêu vương, thỉnh thoảng còn đi ra ngoài trừ ma, thành danh so ra tuy kém hơn Lục Trầm Hàn nhưng cũng khá tốt. Biểu tình của Dương Đàm Hòa hoãn lại, đại yêu kia sau khi khôi phục thì cảnh giới cũng theo đó tăng lên, giao nhi căn bản không cần tu luyện mà đều đã lên tới hóa thần hậu kỳ, khó trách trước kia có nhiều tu sĩ muốn ký khế ước với yêu như vậy. Trong lòng lão ít nhiều đều có chút hâm mộ, nếu về sau tên hồ yêu kia thật có thể trở thành yêu chủ thì không bằng để giao nhi cũng tìm cho lão một con đại yêu ký khế ước thì tốt biết bao. Dương Đàm tưởng tượng bản thân không cần tu luyện mà cũng có thể tăng lên cảnh giới thì hưng phấn đến dùng cả mình. Hộ môn đại trận bị phá rồi. Tiếng kinh hô hoảng hốt của các đệ tử ngoài điện khiến Dương Đàm và Chi Cơ đều đồng loạt nhìn về phương hướng của Thiên Cơ môn. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hộ môn đại trận vốn đang dâng lên thì nay lại vỡ vụn từng tấc một. Mặc dù cách vài quả núi nhưng người ở Vô Âm Tông cũng có thể cảm nhận được đại trận đang vỡ nát kia trong nháy mắt phát ra ai thán. Một đại trận đã chống đỡ qua vạn năm, ít nhiều đều sẽ có chút linh tính. Vậy mà lại nát rồi. Dương Đàm Giấu không được vui sướng khi người gặp họa, chẳng lẽ là có ma tôn tới. Bất quá lão rất nhanh liền nhớ tới thủ vệ đại trận của Vô Âm Tông, quay đầu hỏi Chi Cơ, đại trận của chúng ta liệu có thể chịu nổi hay không? Dương Đàm thấy chi cơ trầm mặc thì sắc mặt lão liền kém xuống, cảm thấy bà ta thật là lòng dạ đàn bà, làm sao vậy? Người lo lắng cho bọn chúng sao? Chi cơ thu liễm cảm xúc, quay đầu ôn nhu cười nói, ta chỉ là đang lo lắng nếu có ma tôn tới thì thủ vệ đại trận của chúng ta có thể chống chịu nổi hay không mà thôi. Dương Đàm tức khắc bình tĩnh lại, theo bản năng sờ sờ túi cản khôn, lão đã sớm chuẩn bị tốt quyển trục truyền tống, một khi vô âm tông bị phá thì lão cũng có thể lập tức đào tẩu yên tâm nếu thật sự là ma tôn tới thì chúng ta cũng nhất định có thể chạy được dương đàm thích ý nhìn cảnh tượng đại trận thiên cơ môn vỡ vụn ở nơi xa may là trương phong phong lãnh cái cục diện rối rắm này nhưng mà lão cũng chỉ vui vẻ được trong chốt lát sau khi thiên cơ môn đại trận rách nát tiêu tán nền đất trong phạm sáu mấy ngàn dặm bỗng nhiên phát ra chấn động mãnh liệt như là bên dưới có cái gì đó nổ tung chuyện gì thế này dương đàm chấn kinh lão không chút do dự lấy ra quyển trục truyền tống muốn chạy ngay lập tức sắc mặt chi cơ trầm như nước mười móng tay sơn màu lòe loẹt gắt cao bấm vào lòng bàn tay cổ bà ta vặn vẹo phát ra âm thanh răng rắc dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người ở vô âm tông từ dưới đất của toàn thể thiên cơ môn chợt bùng lên ánh sáng kim sắc chói lóa phảng phất như là giếng phun. Một thiên cơ môn vốn u ám tục tằng nay lại như được mạ lên một tầng vàng mịn, nét huy hoàng ngày xưa tái hiện. Linh khí đã yên lặng biến mất mấy trăm năm lần thứ hai ầm ầm tái xuất trong mắt thế nhân. Một tiếng nổ vang trời này như đang chiêu cáo với thiên hạ, thiên cơ môn đó vẫn còn ở đây. Linh khí, đó là linh khí. Có đệ tử rốt cuộc nhịn không được hô lên cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai rõ vì sao thiên cơ môn lại đột nhiên toát ra linh khí, nhưng tất cả mọi người thấy được màn này trong giờ phút này đều có chung một suy nghĩ. Thế quật khởi của thiên cơ môn không gì có thể ngăn cản nữa. Nếu nói những người nhìn từ bên ngoài là chấn động, thì những người đứng giữa trung tâm của thiên cơ môn không chỉ mỗi chấn động mà thôi. Bạo chấn bắt đầu từ dưới lòng đất ở xa, ầm ầm truyền tới thiên cơ môn, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì linh khí bị trói buộc đã lâu chảy ngược trở về, hòa vào linh mạch như giếng nước phun trào lên. Linh khí bao phủ lấy toàn bộ thiên cơ môn, tụ linh trận mấy trăm năm không được dùng đến chậm rãi khởi động lại. Trương Phong Phong chậm chậm giơ hai tay lên đụng vào linh khí trong không trung, cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ này khiến đôi tay của ông đều run rẩy, vài lần ông muốn mở miệng nói gì đó, nhưng trước sau đều không nói nên lời hồ trưởng lão đứng bên cạnh đều đỏ bừng hai mắt, ông dùng tay che mặt lại nhưng cũng không che được tiếng nức nở phát ra từ đáy lòng. Ông đã tận mắt chứng kiến thiên cơ môn từ cường thịnh đến suy phế, đã nỗ lực, đã dẫy giụa, nhưng lúc nào cũng như có một chiếc lưới vô hình không ngừng xiết lại, chặn hết mọi đường lui của họ. Tàng điển các, Vu phong hải bước ra, ông đứng ở ngạch cửa, ngửa đầu nhìn không trung của thiên cơ môn, thanh âm nghẹn ngào, nhanh thôi. Diệp Tố nhìn thấy Linh Khí chào dâng thì phản ứng đầu tiên là tức giận, hộ môn đại trận vỡ nát, Linh Khí trở về, điều này trực tiếp chứng minh có người đã xuống tay với thiên cơ môn, nhưng rất nhanh lực chú ý của nàng liền bị phân tán. Nàng bước nhanh tiến đến đỡ lấy du phục thời lung lay sắp ngã, nghiêng người nhìn hắn, nàng vừa muốn nói chuyện thì liền đối diện với một đôi mắt tím. Du phục thời an tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Tố một lát, thả tay buông khắp huyết kiếm sau lại vươn ra một ngón tay chọc chọc vào gò má nàng tìm được rồi diệp tố ngần ra tìm được cái gì nhưng mà ngay sau đó du phục thời liền mất đi ý thức diệp tố đỡ lấy hắn bảo khắp huyết kiếm đưa hai người họ trở về cửu huyền phong vừa tiến vào phòng diệp tố liền thấy không gian trong phòng lần thứ hai mở ra linh đàm núi đá nồng đậm linh khí xuất hiện trước mặt nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều Diệp Tố đỡ Du Phục thời tiến vào linh đàm, khi hai người tiến vào trong nước thì linh khí đậm đặc đến cực điểm thấm vào da thịt, hơi thở khiến nàng cảm giác có một giây nào đó hô hấp như ngừng trệ. Đây không phải là linh thủy mà một hóa thần kỳ như nàng có thể tiếp thu. Diệp Tố đỡ người dựa vào vách ở một góc linh đàm, khi nàng xoay người định ra ngoài thì nửa người dưới nước lại bị cái gì đó cuốn lấy. Trong nháy mắt đó tay Diệp Tố liền thả xuống vào nước đầu ngón tay đã vẽ xong phù chú, muốn tấn công thư đó. Bất quá sau khi chạm vào một lớp vải lạnh lẽo thì nàng liền thu phù chú lại. Là cái đuôi của tiểu sư đệ. Phi lễ chớ chạm vào. Đại sư tỷ thập phần hữu hảo cẩn thận rút tay lên, một cái tay khác lại khẽ đỡ eo tiểu sư đệ, ngăn không cho hắn chìm xuống. Mái tóc đen dài của Du Phục thời có vài sợi nổi trên mặt nước, phần lớn đều rơi trên vai đuôi tóc và y phục đều ướt dán sát vào trên người hắn linh đàm yên tĩnh trong mắt diệp tố đều chỉ nhìn thấy hắn nàng ho khan vài tiếng rời tầm mắt sang hướng khác hai người cứ như vậy ngâm mình trong linh đàm diệp tố có chút ăn không tiêu linh khí trong hồ nước quá nhiều quá đậm đặc nàng dứt khoát nhắm mắt lại nhập định tiêu hóa linh khí dương đàm không nhịn nổi nữa cũng bất chấp có ma vật xuất hiện hay không. Lão lôi kéo chi cơ chạy ra vô âm tông đến thiên cơ môn, muốn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là khó khăn lắm mới tới gần được đại môn thiên cơ môn thì liền cảm nhận được linh khí, thậm chí còn chưa cần đi vào, hai người biết suy đoán của bọn họ không sai. Linh khí thiên cơ môn thật sự đã sống lại. Đã xảy ra chuyện gì? Dương đàm sông vào đại điện, nhìn chằm chằm trương phong phong, vì sao lại có nhiều linh khí như vậy dương trưởng lão thiên cơ môn có linh khí ông không cao hứng sao tâm tình vui vẻ của trương phong phong bị vài câu của dương đàm làm cho bay biến ta làm sao lại không cao hứng cho được dương đàm âm thầm cảm thụ linh khí trong thiên cơ môn phần linh khí này thuần túy cực hạn tâm tư của lão liền lay động nếu linh khí đã trở lại vậy ta cũng nên trở về chuyên tâm tu luyện Trương Phong Phong liếc nhìn Dương Đàm một cái, sau đó vờ cúi đầu than một tiếng, "Chúng ta bên này không có hộ môn đại trận, nếu ma vật tràn tới chỉ sợ Dương trưởng lão không tránh khỏi bị thương ít nhiều, dù sao nguyên anh kỳ rất dễ bị ma vật nhắm tới." Sắc mặt Dương Đàm liền trở nên khó coi. Thiên phú của lão chỉ thường thường bậc trung, hiện giờ ngay cả đệ tử của Trương Phong Phong đều đã vượt qua lão, thật là làm người khác khó chịu. Nhưng Dương Đàm Quả thật là bị dọa sợ, ngắn ngủn có nửa năm mà đã có vài đợt ma quân tràn lên Thiên Cơ Môn, nếu có ma tập kích thì lão với thực lực yếu nhất sẽ là miếng mồi ngon đầu tiên. Chúng ta thấy hộ môn đại trận bị hủy, cho rằng Thiên Cơ Môn xảy ra chuyện nên mới chạy tới nhìn xem. Tông chủ Vô Âm Tông chi cơ nhẹ nhàng lên tiếng, mọi người không có việc gì thì tốt rồi. Hộ môn đại trận vì sao lại đột nhiên vỡ nát? Dương Đàm nghe thấy chi cơ nói thì mới nhớ tới mục đích đến đây là để tìm hiểu chuyện đại trận. Diệp Tố có phải đã trở lại rồi đúng không? Chuyện này có liên quan tới nó hà? Chẳng lẽ ở luân truyền tháp nó đã tìm ra bảo bối gì khiến linh khí sống lại? Sáng nay vừa thức dậy thì thấy đại trận đã hỏng rồi, chúng ta cũng không biết vì sao lại thế này. Trương Phong Phong giả ngu giả ngơ, vỗ tay một cái vang dội, kích động ngửa đầu nói, trời xanh có mắt, linh khí thiên cơ môn đột nhiên sống lại. Tông ta có hy vọng một lần nữa trở lại đỉnh đệ nhất tông phái luyện khí rồi. Dương Đàm ở trong lòng thầm mắng một câu vận cứt chó. Trường trưởng môn, chúng ta chỉ là lo lắng cho mọi người. Chỉ cơ ôn nhu nói, nhìn thấy mọi người không có việc gì thì cũng an tâm. Chuyện linh khí thiên cơ môn sống lại cũng không bị che giấu, động tĩnh lớn như thế ai cũng che không được, chỉ trong mấy ngày liền truyền khắp tu chân giới. Chương 155 Lâm Tuyền Thành. Bên trong Côn Luân, trên đại điện. Người được phái đi điều tra đã truyền tin về, linh khí thiên cơ môn sống lại là thật. Có đệ tử Vô Âm Tông kể lại, thiên cơ môn đầu tiên là dâng lên hộ môn đại trận, sau đó khi đại trận đột nhiên tan vỡ không lâu thì ở nơi xa vang lên một tiếng nổ chấn động rất lớn, tiếp theo linh khí liền phun trào ra trong thiên cơ môn như suối nước trong điện có vài chấp sự đang đứng, tất cả đều hơi khom lưng, chấp tay hội báo những tin tức thu thập được. Lão nhân tóc nâu nhìn về phía phong trần đạo nhân đang ngồi trên vị trí chủ tòa, tính thời gian thì hẳn là Diệp Tố đã trở lại từ luân truyền tháp, liệu có phải con nhóc đó đã tìm được bảo vật gì bên trong tháp hay không? Linh khí sống lại không đơn giản là việc mà một bảo vật nào đó có thể làm được, nếu có thể khiến cho vô âm tông lân cận nhận thấy được khác thường thì hẳn là vấn đề linh mạch của bọn họ đã được giải quyết. Phong trần đạo nhân vốn dĩ đang khép hờ hai mắt lúc này mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lão nhân tóc nâu, chuẩn bị lễ chúc mừng thiên cơ môn. Bất quá chỉ là khôi phục linh khí mà thôi. Hồng liễu trưởng lão với mái đầu bạc đứng bên cạnh nhếch miệng tỏ vẻ không phục, đạo nhân tỏ ý coi trọng như vậy ngược lại cho bọn chúng quá nhiều thể diện rồi. Phong Trần đạo nhân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang lão, mang theo uy áp vô hình, khiến Hồng Liễu lập tức căng cứng cả người. Trong điện an tĩnh như tờ, một hồi lâu Phong Trần đạo nhân mới cảm khái một tiếng, Côn Luân và Thiên Cơ môn từng có giao tình không cạn, hiện giờ một vài đệ tử của bọn họ lại có thiên phú xuất chúng, linh khí của tông môn lại sống lại, song Hỉ Lâm môn, đáng lẽ ta phải đến chúc mừng. Chẳng qua ma giới xâm lấn, chúng ta còn phải tập trung quét sạch ma vật không tiện đích thân đến chung vui ta sẽ chọn vài món lễ vật gửi sang đó lão nhân tóc nâu tiếp lời phong trần đạo nhân gật đầu lại nhìn về phía bạch y nữ tử thanh trần gần đây trầm hàn có liên lạc với con không bạch y nữ tử ngồi bên phải cúi đầu trả lời trầm hàn đã tới thượng khuyết thành bên đó từng có ma tôn dẫn quân tới tàn sát bừa bãi nên có chút khó giải quyết lần này cũng coi như rèn luyện cho lớp trẻ trầm hàn nếu có thể từ đây tạo dựng nên tên tuổi thì đối với tương lai cũng có chỗ lợi phong trần đạo nhân vừa nói vừa gõ nhẹ ngón tay vào thành ghế tầm mắt hồng liễu dừng trên ghế dựa mà phong trần đạo nhân đang ngồi lặng yên rũ mắt che giấu đi nét âm trầm lời vừa rồi của phong trần đạo nhân rõ ràng là hướng đến tương lai lục trầm hàn sẽ là tông chủ côn luân tên nhóc đó mới có bao lớn bất quá chỉ có chút thiên phú rõ ràng lão cùng hồng thị mới là huyết mạch của phong trần đạo nhân. Vốn dĩ vì mấy đệ tử thiên cơ môn mà lục trầm hàn đã mất sạch mặt mũi, nào ngờ việc ma vật tấn công gần đây ngược lại một lần nữa lại đưa tên tuổi lục trầm hàn trở về vị trí đệ nhất nhân thế hệ tu sĩ trẻ tuổi. Còn hai tên đệ tử diệp gì đó cùng du gì đó của thiên cơ môn vốn nổi bật cực kỳ thì lại đột nhiên biến mất không thấy tâm hơi. Nhớ tới việc này trong lòng hồng liễu liền cảm thấy cực kỳ áp lực, vận khí của Lục Trầm Hàn thật đúng là châu bò, gần bằng như cha của nó rồi. Tu chân giới có người cấu kết với ma vật, vị trí của huyết trì được ẩn giấu rất sâu. Phong Trần Đạo Nhân nhìn đảo qua mọi người trong điện, tất cả dốc toàn lực điều tra một lần nữa, lần này trong các tông môn cũng phải tra từ trên xuống dưới, bao gồm cả Côn Luân. Nghe thấy câu nói cuối cùng mọi người đều không khỏi ngẩn người, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, liệt kê nội môn côn luân vào đối tượng điều tra. Là thiên cơ môn của bọn ta sao? Minh Liêu Sa nhìn chằm chằm Chu Vân nét mặt đầy hưng phấn chạy đến báo tin, gần từng chữ hỏi. Đứng bên cạnh hắn là tiểu cô nương Tây Ngọc. Vốn dĩ nàng thích nhất là soi gương, duy trì vẻ ngoài xinh đẹp Thế nhưng bởi vì dạo gần đây ngày đêm vùi đầu luyện chế pháp khí nên bị tài liệu làm cho cả người lấm lem. Khi Chu Vân nói xong thì nàng vừa ôm tài liệu mới chỉ được luyện hóa có một nửa vừa vươn ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai. Nàng nghĩ mình lao lực quá độ xuất hiện hoang tưởng rồi. Nếu không vì sao lại nghe thấy Chu Vân nói linh mạch của thiên cơ môn đã khôi phục. Chính là tông môn của mọi người đó. Chu Vân cũng học theo cách nói của Minh Lưu Sa, mỗi một chữ đều nhấn rất mạnh, trên mặt không giấu được nụ cười thật tươi. Sợ bọn họ không tin, Chu Vân giơ một bàn tay lên trời nói, "Ta thề là ta nghe thấy cha ta nói rõ ràng, ông ấy còn đang thương nghị với Hợp Hoan Tông gửi hạ lễ gì sang đấy." Nàng nói mãi mà hai người này vẫn không có phản ứng gì, phảng phất như là bị ai dán định thân phù rồi vậy. Mãi cho đến khi Hạ Nhĩ chạy tới, vừa chạy vừa hét to, "Nhị sư huynh, Tam sư tỷ." "Linh mạch của Thiên Cơ môn chúng ta trở lại rồi?" "Thật ư?" Tây Ngọc trợn to mắt khó có thể tin được hỏi lại Hạ Nhĩ. Hạ Nhĩ hưng phấn nhảy lưng tưng tại chỗ, từ sư huynh nói mấy ngày trước đại sư tỷ đã trở về từ luân chuyển tháp. "Linh mạch khẳng định là khôi phục rồi. Có đại sư tỷ ở đây, chuyện có hoang đường hơn cậu cũng đều tin." minh lưu sa và tây ngọc điếc nhìn nhau một cái tức khắp pháp khí cũng không luyện nữa hai người cùng với hạ nhĩ ôm nhau la hét thất thanh sau đó ba người lại chạy đi báo cho các sư đệ sư muội thiên cơ môn khác toàn bộ phòng luyện khí liền vang lên từng trận hò reo từ trình ngọc và mã Tổng thu đi đến đứng bên cạnh chu vân ba người mỉm cười nhìn các đệ tử thiên cơ môn ôm chầm lấy nhau có vài sư đệ sư muội kìm không được mà bật khóc nức nở bọn họ luôn phải đi tông môn cách vách để cọ linh khí. Ai cũng đều sẽ không thích loại cảm giác phụ thuộc đó, chỉ là không nói ra mà thôi. Minh Lưu Sa là người đầu tiên bình tĩnh lại, cậu lấy lại tinh thần, lấy ra truyền tin Ngọc Điệp liên hệ Diệp Tố. Thật lâu sau Diệp Tố mới xuất hiện trước mặt bọn họ, vài lọn tóc vẫn còn ẩm ướt, sư đệ, sư muội, Đại sư tỷ, bọn họ đều nói linh mạch thiên cơ môn, là thật đúng không ạ? À? Tây Ngọc đứng ở bên cạnh Minh Lưu Sa cuống quýt hỏi. Nhất định là thật rồi." Hạ Nhĩ chắc chắn nói. Diệp Tố vừa mới bước ra từ không gian, nàng vừa dùng linh lực hong khô tóc vừa cười nói, "Linh mạch đã khôi phục rồi, một đoạn thời gian nữa mấy đứa có thể trở về." Hộ môn đại trận bị phá, hiện giờ thiên cơ môn như là một cái nhà không cửa, ai cũng đều có thể tiến vào. Nàng muốn ít nhất phải thiết lập một ít trận pháp trước để cho thiên cơ môn có một chút lực phòng hộ mới để các sư đệ, sư muội trở về. Trong thời gian Diệp Tố ở trong luân chuyển tháp, mấy người Minh Lưu Sa đều đếm từng ngày, mãi cho khi thời hạn một năm kết thúc, mấy nhóc cũng không liên lạc với nàng vì sợ trễ nãi việc của đại sư tỷ, chỉ gửi một tin nhắn hỏi thăm. Cũng như thế, Diệp Tố cũng từ từ trình Ngọc biết được các sư đệ, sư muội ở Ngô Kiếm Phái ngày đêm luyện chế pháp khí nên cũng không quấy rầy cũng chỉ nhắn lại một tin nhắn báo bình an đại sư tỷ vậy là về sau tông môn chúng ta cũng có linh khí có thể dùng tùy ý ư có một sư muội đứng cách đó không xa cẩn thận hỏi lại diệp tố cười dạng dỡ đáp mấy đứa có thể tùy ý dùng mọi lúc mọi nơi sau khi tạm biệt các sư đệ sư muội bàn tay dưới ống tay áo của nàng siết chặt tiếc là cảnh giới của nàng còn quá thấp không thể xem hiểu được tổng thể hộ môn đại trận nếu không nàng đã có thể tìm được những thứ hấp thụ linh mạch thiên cơ môn đó là cái gì, ở nơi nào? Trước mắt diệp tố chỉ đoán được có vài đoàn linh khí bị rút ra đưa đến trong các tiểu bí cảnh để nuôi dưỡng pháp bảo hoặc thứ gì đó. Hiện giờ cần phải chờ dịch huyền tìm được tông sử mới xem thử có thể phát hiện được manh mối gì từ đó hay không. Bên ngoài chảm kim tông, tửu lầu. Dịch huyền phải mất thời gian hai ngày mới tìm hiểu được phạm trưởng lão của Trảm kim tông đang không có ở trong tông môn. Một năm qua bà phụ trách việc giao pháp khí đến các nơi. Nếu là trước khi thì việc này cũng không là gì, nhưng hiện tại ma vật xâm lấn, cho tới hiện tại cũng không ai có thể dự đoán được ma vật sẽ xuất hiện khi nào, xuất hiện ở đâu, cho nên việc giao pháp khi liền biến thành một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Nghe thấy tin tức này, lại kết hợp với lời kể của Hồ Trường Lão, Dịch Huyền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Phạm Ương Thủy đã ở Trảm Kim Tông gần 200 năm, đã ngồi vào vị trí trưởng lão, nhưng vẫn bị Trảm Kim Tông đẩy vào chỗ khó như vậy. Rõ ràng là thượng tầng của Trảm Kim Tông cũng chẳng tín nhiệm bà đến vậy, hoặc là nói tín nhiệm, nhưng có thể vứt bỏ. Dịch Huyền ở bên ngoài Trảm Kim Tông vài ngày, rốt cuộc hỏi thăm được Phạm Ương Thủy đưa pháp khí đến đâu. Lâm Tuyền Thành, địa bàn của Đan Tông Đồng thời thành này cũng nằm ở phương Bắc, là nơi bị ma vật tấn công nghiêm trọng nhất. Dịch Huyền không dùng quyển trục vạn cảnh thông mà chọn truyền tống trận, đến Lâm Tuyền Thành. Chương 156. Mệnh đèn. Lâm Tuyền Thành là địa bàn của Đan Tông, tụ tập vô số đan tu, ngoài ra còn có một số lượng không nhỏ thuộc phân nhánh y tu. Ngày thường thì không thấy gì, nhưng khi ma vật xâm lấn liền bại lộ ra yếu điểm bọn họ không có sức chiến đấu. một khi ma vật tiến vào, toàn bộ lâm tuyền thành sẽ lâm vào nguy hiểm. cùng may lâm tuyền thành có đại trận bảo hộ, nhưng chỉ dựa vào mỗi đại trận thì các đan tu tất nhiên cũng không yên tâm, cho nên bọn họ đã đặt hàng chạm kim tông định chế một số lượng lớn pháp khí hộ thân. lần này phạm ương thủy chính là phụ trách giao pháp khí cho đan tông cùng cửa hàng toàn điển hành ở trong thành. số lượng pháp khí không ít có vài kiện thậm chí có thể chống đỡ được tấn công của ma quân, giá trị không hề nhỏ. Tông chủ trảm Kim Tông nói là không yên tâm những người khác đi giao nên chỉ định Phạm Ương Thủy nhận nhiệm vụ này. Phạm Ương Thủy hiểu rõ trong lòng đối phương xem thiên cơ môn không vừa mắt, muốn lấy bà ra để xả giận nên mới muốn bà đi chuyến này. Bất quá lâm tuyền thành tốt xấu gì cũng là một đại thành, đại trận hộ thành cùng truyền tống trận có kết cấu hoàn thiện vững chãi, nên hẳn là không cần lo lắng quá mức trừ phi là đụng phải ma tôn. Tuy vậy bà cũng không dẫn theo các đệ tử khác cùng đi, thời kỳ đặc thù, đệ tử luyện khí ra ngoài không an toàn, không phải đệ tử luyện khí nào cũng giống Diệp Tố, không riêng luyện khí giỏi mà đánh nhau cũng không thua kém. Sau khi đến Lâm Tuyền Thành, Phạm Ương Thủy trước tiên đến Đan Tông để giao pháp khí, sau đó lại đi toàn điển hành giao nốt số còn lại. Bởi vì toàn điền hành yêu cầu phải để họ kiểm tra qua tất cả các pháp khí mới trả linh thạch nên bà phải trú lại trong thành vài ngày để chờ. Nhưng bà không hề ngờ tới, lần lưu lại này hoàn toàn không có đường ra. Số tu sĩ đi cùng chuyến truyền tống trận với dịch huyền không ít, phần lớn là muốn đi lâm tuyển thành tìm y tu và đan tu để trị liệu thương thế. Tầm mắt của không ít người không tự giác dừng trên ba chữ trên đạo bào của dịch huyền sau khi truyền tống trận khởi động, rốt cuộc có người nhịn không được đến gần, ngươi là đệ tử thiên cơ môn. Dịch huyền nhìn đối phương, có chuyện gì? Nghe nói linh mạch thiên cơ môn đã khôi phục. Tầm mắt của đối phương không ngừng nhìn tới nhìn lui giữa nốt rồi đỏ giữa mày cùng thanh đao trong tay dịch huyền, do dự hỏi, ngươi có phải là dịch huyền hay không? Tông môn đại bỉ một năm trước, thiên cơ môn nổi danh khắp nơi, 10 vị trí đầu chiếm mất 4, trong đó có một người là tịnh tông đệ tử, tay cầm thần binh của ngô kiếm phái trọng minh đao, lại nghe nói giữa mày hắn có một nốt ruồi giỏ, diện mạo tuấn mỹ như yêu, ngay cả đệ tử hợp hoan tông đứng bên người cũng đều ảm đạm thất sắc. Chỉ tiếc một năm qua thiên cơ môn an tĩnh dị thường, không có bất cứ động tĩnh gì. Dịch huyền nghe thấy câu trước của đối phương liền tiến lên một bước, linh mạch của thiên cơ môn đã khôi phục. Tu sĩ ở đối diện sừng sốt, Ngươi không biết sao? Tin tức đã chuyển đi khắp tu chân giới rồi, hình như là Diệp Tố mang về pháp bảo gì đó từ luân truyền tháp, giúp Linh Mạch Thiên Cơ Môn khởi tử hồi sinh. Tất nhiên không có khả năng nhờ vào pháp bảo gì đó, dịch huyền rõ ràng điểm này, chẳng qua nhiều ngày qua hắn tập trung điều tra tung tích của Phạm Ương Thủy nên không có chú ý đến tin tức của Thiên Cơ Môn. Hiện tại Linh Mạch đã khôi phục, Đại sư Tỷ đã tìm ra được được cách giải quyết trận pháp rồi chăng? bất quá vẫn phải lấy tông sử về phải tìm ra được kẻ nào đã động tay động chân dịch huyền đáp lại vài câu với tu sĩ đối diện tuy trên mặt cũng không nhiệt tình nhưng đối phương cũng có vẻ rất muốn nói chuyện với hắn nên cũng không trở ngại gì đệ tử thiên cơ môn bất phàm lại vừa lúc linh mạch của tông môn bọn họ khởi tử hồi sinh ngay cả kẻ ngốc đều muốn tạo mối quan hệ với bọn họ truyền tống trận vận chuyển suốt ba canh giờ rốt cuộc đến lâm tuyển thành Đoàn người ồn ào bước ra. Dịch Huyền vừa đặt một chân ra thì trọng minh đao liền chấn động, hắn phát giác ra khác thường, trong nháy mắt rút đao ra, nghiêng đầu hét lên với các tu sĩ đã ra ngoài, lui về. Nhưng mà những tu sĩ này đến từ khắp nơi, trình độ khập khiễng không đồng đều, nghe thấy thanh âm của Dịch Huyền thì không những không lui trở về mà ngược lại còn tiến lên muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Một đạo hắc quang hiện lên, các tu sĩ tiến tới không hề có chút phòng bị nào, trong nháy mắt cổ bọn họ đều bị cắt ngang, bọn họ mở mịt che lại cổ của bản thân nhưng máu không ngừng ồ ạt chảy ra từ giữa các món tay, họ muốn nói cái gì đó nhưng lại chỉ có thể phát ra từng tiếng hự hử. Dịch huyền ngửa ra sau né tránh công kích của Hắc Quang, đồng thời dơ trọng minh đao lên chém tới, lưỡi đao va chạm với Hắc Quang phát ra một tiếng canh vang rồi chỉ vừa mới tiếp xúc như vậy mà tay cầm đao của Dịch Huyền đã bị chấn đến tê dại, luồng hắc quang cũng tạm dừng trong chốc lát, lúc này Dịch Huyền mới phát hiện đó là một thanh loan đao. Sau khi bị cản một kích, thanh loan đao đó cũng không chịu chút tổn hại gì mà bay trở về. Lúc này những người khác rốt cuộc cũng phản ứng lại, lập tức muốn quay về bên trong truyền tống trận nhưng đã chậm, từ bên cạnh truyền tống trận đột nhiên nhảy ra mười mấy tên chân ma cản đường lui của bọn họ tất cả các tu sĩ vừa đến điểm truyền tống trận lâm tuyền thành đều bị ma vật bao vậy, trong đó còn có hai gã ma quân. Một nữ nhân trông không khác gì tu sĩ chậm rãi bước ra từ hàng sau của ma vật, nàng ta mặc một thân váy nâu dài, tay cầm loan đao, ngón tay mơn trớn lưỡi đao, nàng ta đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào dịch huyền, cười nói, đao không tồi. Các tu sĩ bị vây quanh tức khắc hít sâu một hơi, trong mắt đỏ, nữ nhân này là ma. Dịch huyền nắm chặt trọng minh đao, hắn nhìn không thấu hơi thở của ma vật đối diện, hơi thở của đối phương so với ma quân mà bọn họ đụng phải nửa năm trước còn thịnh hơn rất nhiều. Chỉ một ánh mắt như vậy nhưng trọng minh đao liền chấn động dữ dội hơn vừa rồi. Ma tôn Tâm dịch huyền dần trầm xuống, ma giới có tất cả bảy ma tôn, mỗi tên ma tôn đều tương đương tu sĩ cảnh giới đại thừa, cũng chính là cảnh giới của các tông chủ đại tông, Tuy chưa đến mức hủy thiên diệt địa nhưng cũng đủ làm một thành luân hãm. Những ma vật này có thể ở điểm truyền tống trận ôm cây đợi thở thì chỉ sợ Lâm Tiền Thành đã sớm thất thủ. Nữ nhân váy nâu dài thắt một cái bím tóc đặt trước ngực, loan đao không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay nàng ta, nàng ta nhìn lướt qua các tu sĩ đang bị bao vây, nhàn nhạt, nhạt nói với các ma vật, giết hết đi. Nói xong nàng ta đứng dựa vào trên một quầy hàng giống như chỉ là đang xem diễn, hưởng thụ mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập không gian. Có tu sĩ lấy ra truyền tin Ngọc Điệp muốn báo tin, nàng ta cúi đầu nắm lấy bím tóc, cầm loan đao đưa tới gần đuôi tóc, một đao hạ xuống vô số sợi tóc bị tước đứt. Nữ nhân bắt lấy những sợi tóc rơi xuống, tùy tay tung về phía trước, những sợi tóc bay ra như những cây châm, đâm thủng ngũ quan của tu sĩ vừa lấy ra truyền tin Ngọc Điệp có tu sĩ khác lại lén lấy ra quyển trục truyền tống muốn một mình trốn khỏi đây những ma vật đó tự hồ không phát hiện ra hành động của hắn khiến tu sĩ trong lòng mừng muốn khóc vội vàng mở quyển trục chờ bản thân sẽ được chuyển dịch đến một nơi khác nhưng mà quyển trục không có chút động tĩnh nào tu sĩ đó vẫn ở tại chỗ như cũ một đại hình trận pháp như ẩn như hiện dưới chân thì ra trước đó ma vật đã thiết hạ trận pháp chung quanh điểm đến của truyền tống trận khiến quyển trục truyền tống mất đi hiệu lực, các tu sĩ không có cách nào có thể rời khỏi đây. Tu sĩ đi không được, ma vật lại từng tốp từng tốp siết chặt vòng vây, tuyệt vọng dần bao trùm. Dịch huyền đang đối phó với ma quân, không dành bận tâm những người khác. Trải qua vài lần đối chiến ở thiên cơ môn, hiện giờ dịch huyền đã có thể vượt cấp giết chết ma quân, nhưng bên ngoài truyền tống trận lại không phải chỉ có một ma quân. Trọng Minh nhận thấy phía sau có một tên ma quân khác đang công kích tới nên liền bay ra từ trọng minh đao. Linh Thế, nữ nhân đứng tựa vào quầy hàng rốt cuộc một lần nữa ngước mắt lên, nhìn về phía Dịch Huyền và Trọng Minh đang đứng lưng đối lưng đối phó với ma vật, nàng ta vặn vẹo đầu, đôi mắt đỏ quạch hiện lên hưng phấn thị huyết, côn luân lục trầm hàn. Tin tức của ma giới và tu chân giới không lưu hành rộng rãi nên nữ nhân này tất nhiên không biết gì về thiên cơ môn. Nữ nhân lắc lắc bím tóc, đánh giá thanh đao trong tay Dịch Huyền, ngay sau đó lắc đầu, thằng nhóc kia dùng kiếm. Lời nói là như thế nhưng nét thị huyết trong mắt nàng ta vẫn không hề giảm bớt, có thể giết chết đệ tử thiên tài của đại tông hiển nhiên khiến nàng ta thực hưng phấn. Tuy rằng giết chết một tu sĩ hóa thần sơ kỳ đối với nàng ta mà nói như nghiền chết một con kiến, nhưng nghĩ đến đối phương tương lai có thể trở thành tu sĩ thiên tài thì nàng ta liền thấy sung sướng đến dùng mình những tu sĩ thế này đều đáng để chết trong tay nàng ta nữ nhân trong nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt dịch huyền loan đao cắt về hướng cổ tay nắm đao của hắn đây rõ ràng không phải là một kích lấy mạng mà là thợ săn cao cao tại thượng đùa bỡn con mồi dịch huyền thậm chí không kịp né tránh trọng minh là linh thể thần binh phản ứng mau hơn quanh thân dâng lên kiếm ý nghiêng người tiến lên ngăn cản loan đao bay tới nhưng mà thực lực của trọng minh có liên hệ với chủ nhân dịch huyền bất quá chỉ mới hóa thần sơ kỳ nữ nhân xòe bàn tay trực tiếp một trào đâm xuyên thân thể trọng minh trọng minh dịch huyền phản ứng lại vung đao chém xuống bàn tay của nữ nhân tay còn lại mang trọng minh thối lui ta không sao trọng minh nói xong toàn thân liền trở nên trong suốt trở về trong trọng minh đao linh thể bị thương cần phải về thân đao tĩnh dưỡng Dịch Huyền rõ ràng nhìn thấy bản thân chém trúng bàn tay của nữ nhân, nhưng khi đao hạ xuống lại chỉ chạm vào khoảng không, vậy mà lại chỉ là một đạo tàn ảnh, sống lưng hắn phát lạnh, tức khắc chân liền lui về phía sau, muốn né tránh cảm giác nguy hiểm đang không ngừng dâng lên. Chậm rồi. Nữ nhân vươn tay bóp cổ Dịch Huyền, móng tay xông ra đâm vào trong da thịt, bím tóc rối dài ra cuốn đi trọng minh đao trong tay hắn ma tôn đều có thể thiếu chút nữa giết chết tông chủ thượng khuyết tông huống chi chỉ là một đệ tử hóa thần sơ kỳ dù cho tay cầm thần binh cũng không làm nên chuyện gì dịch huyền cảm nhận được rõ ràng ngón tay của đối phương đâm vào trong cổ của mình thậm chí nắm lấy ít hầu của hắn ma thức theo máu chảy vào trong người công kích linh phủ phá nát nguyên anh dịch huyền bị bắt ngửa đầu hai mắt nhìn lên không trung dần dần thất thần máu tươi ồ ạt chảy ra từ miệng từ ít hầu. Hắn vẫn còn chưa tìm được Phạm Ương Thủy, chưa tìm về được Tông Sử. Chuyện đã hứa với Diệp Tố, hắn không muốn thất hẹn. Không muốn, chết. Nguyên Anh đang tan vỡ trong linh phủ bỗng nhiên dừng lại, một lần nữa kết anh, chẳng qua quanh thân nó bao phủ mời hắc ma khí dày đặc. Cái gì? Nữ nhân vừa mới phá nát Nguyên Anh của tu sĩ này, đang định thu hồi ma thức thì phát hiện nguyên anh của đối phượng lại tụ lại. Nàng ta điều khiển ma thức chuẩn bị tra xét, ai ngờ hắc ma khí quanh quần nguyên anh của thằng nhóc này lại bỗng nhiên há to mồm sông tới ma thức của nàng ta mà cắn nuốt. Nữ nhân tức khắc buông dịch huyền ra sau đó liên tiếp lui về sau mấy bước, đây là. Nàng ta nhìn chằm chằm dịch huyền bị ném trên mặt đất, miệng vết thương nơi bị năm ngón tay đâm thủng bị một tầng hắc ma khí phủ lên, chậm rãi khôi phục mà giờ phút này các ma vật vốn đang tàn sát tu sĩ lại đột nhiên đồng loạt dừng tay quỳ dạp xuống đất bọn họ cảm nhận được hơi thở của ma chủ huyết mạch nghiền áp sắc mặt của nữ nhân đại biến bàn tay dính máu dịch huyền của nàng ta giờ phút này như bị một thứ gì đó nóng cháy ăn mòn thậm chí còn không ngừng lan tràn lên trên nàng ta dứt khoát dùng loan đao chặt đứt cánh tay này cánh tay bị chặt đứt rơi trên mặt đất dần dần bị ăn mòn hoàn toàn, hóa thành một vũng máu đen. Yết hầu của nữ nhân phát ra tiếng rít ghê người, cổ xoay chuyển răng rắc, sau đó da thịt ở đoạn cánh tay dư lại bắt đầu mấp máy, một cánh tay khác lại mọc ra. Vài tu sĩ còn sống sót sợ tới mức hoảng hồn, lảo đảo đâm đầu chạy trốn vào bên trong lâm tuyển thành. Nữ nhân ném ra loan đao hóa thành một đạo hắc quang, chỉ trong chớp mắt mấy tu sĩ nọ bị chém làm hai nửa. Tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh trở lên, chỉ cần Nguyên Anh còn chưa hủy thì vẫn còn cơ hội sống sót. Có một tu sĩ Nguyên Anh liến biển thành một luồng sáng muốn đào tẩu, tuy nhiên lại bị một ma vật đang nửa quỳ trên mặt đất, há mồm nuốt trọn. Nữ thân thu hồi loan đao, nhìn Dịch Huyền nằm trên mặt đất một hồi lâu, cuối cùng quyết định mang người đi. Mệnh đèn của Dịch Huyền tắt rồi, Diệp Tố đang ở trong không gian quan sát du phục thời vẫn còn chưa tỉnh lại. Đột nhiên nhận được tin tức sư phụ truyền tới, vừa ấn mở ra liền nghe thấy những lời này. Nàng bất chấp du phục thời còn chưa tỉnh, xoay người chạy đến đỉnh núi cao nhất thiên cơ môn, đẩy ra cửa của đại đường chứa mệnh đèn. Trương Phong Phong đang đứng trước bức tường đặt mệnh đèn, mím môi nhìn chằm chằm một chản đèn đã tắt, bên dưới có khắc tên dịch huyền. chương 157 huyết trì. Sư phụ, Diệp Tố bước vào đại đường hô một tiếng. Trương Phong Phong quay đầu lại nhìn nàng, sư đệ của con, nó. Con sáng, Diệp Tố bước qua chỉ chỉ vào mệnh đèn trên tường. Trương Phong Phong sắp rớt nước mắt. Hai người đồng thời nhìn về phía mệnh đèn của dịch huyền, vốn dĩ ánh đèn kim sắc sáng ngời đã tắt, thay vào đó là một ánh đèn mỏng manh phiếm đen, lung lay yếu ớt, tựa hồ có thể lại tắt bất cứ lúc nào. Sao lại là màu đen? Trương Phong Phong kề sát nhìn mệnh đèn bên trong tràn lưu ly, trong lòng lại thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, đèn còn chưa tắt là vẫn còn có thể cứu chữa. Diệp tối nhíu mày nhìn chằm chằm mệnh đèn của Dịch Huyền, huyết mạch nửa ma của hắn đã xảy ra vấn đề ư? Trong nguyên tắc dịch sư đệ cuối cùng cũng thức tỉnh ma mạch, hoàn toàn trở thành ma, hiện giờ vẫn không thể tránh khỏi kết quả này sao? ta không nên để nó đi một mình. Trương Phong Phong siết chặt hai tay, hối hận bản thân đã không đi cùng với dịch huyền. Sư phụ, sự việc cũng đã xảy ra rồi. Diệp Tố nhớ tới dịch huyền bất cứ lúc nào cũng nắm lấy trọng minh đao, có trọng minh áp chế, hắn vẫn luôn duy trì bĩnh tĩnh, ngay cả tính cách cái gì cũng khư khư giữ trong lòng cũng đã thay đổi không ít, lần này không biết đụng phải cái gì lại chuyển hóa thành ma, con đi tìm dịch sư để ta đi với con. Trương Phong Phong nói, hợp thể hậu kỳ vẫn có xác suất đảm bảo cao hơn hóa thần kỳ. Ông không thể trơ mắt nhìn các đồ đệ lần lượt xảy ra chuyện. Diệp Tố cự tuyệt, lần trước người nói phải luyện chế pháp khí chắn lôi cho lữ cửu, người cứ lưu lại tông môn đi. Hiện giờ Linh Mạch đã trở về, Linh Khí cũng sống lại, nàng ấy chắc hẳn không bao lâu nữa thôi sẽ tiến dai, cần phải có pháp khí phòng thân trương phong phong trầm mặc thật lâu mới nói gặp được tình huống không đúng phải chạy ngay đi không được cậy mạnh diệp tố gật đầu đáp ứng nàng trở về sân viện nhanh chóng đẩy cửa phòng ra bước vào tiểu sư đệ vốn dĩ được nàng đỡ ngồi vào thành hồ không thấy đâu nữa trong lòng nàng tức khắc cả kinh vừa mới chuẩn bị nhảy xuống xem xét thì liền nhìn thấy mặt nước trong hồ nổi sóng nhấp nhô bên dưới có cái gì đó từng gợn sóng không ngừng đánh về hướng nàng đang đứng Diệp Tố đứng thẳng bên bờ linh đàm nhìn xuống mặt nước, không đến một lát, sóng nước trở nên mạnh và dồn dập hơn, liên tục đập vào thành hồ rồi lại phản trở về. Trong một nháy mắt từ dưới nước toát ra một người, mái tóc đen dài ướt đẫm xóa tung ở sau lưng, châm cài sớm đã không biết rơi ở đâu mất, một thân áo khoác huyền sắc mỏng dính sát vào trên người, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc, trắng sáng như ngọc. Đúng là tiểu sư đệ dù phục thời đang vùng vẫy ở dưới nước thì thấy diệp tố tiến vào hắn lặng lẽ bơi qua khi đến gần thành hồ thì rẽ nước sông ra tay còn hứng một vốc nước tạt vào người nàng diệp tố cũng không né tránh thậm chí còn khom lưng xuống thuận thế nắm lấy tay hắn kéo người lên hai người gần như mặt kề mặt trên mặt diệp tố vẫn còn đọng lại nước vừa rồi bị hắn hắt lên từng giọt nước tròn trịa lăn vù vù xuống gò má theo xuống cổ làm ướt cổ áo còn du phục thời cả người ướt dầm dề, hắn cúi đầu liền thấy được một lọn tóc của mình đang rơi trên vai của nàng. Tỉnh rồi, Diệp Tố lui về sau một bước nhưng không hề buông tay tiểu sư đệ ra, chỉ hỏi, ta phải đi tìm dịch huyền, đệ có đi không? Du phục thời vừa tỉnh lại không bao lâu, hắn đã ngâm mình trong linh đàm mấy ngày, khó có khi được lười nhắc thoải mái như vậy, kết quả Diệp Tố vừa mở miệng lại là nhắc tới dịch huyền. Đi cuối cùng du phục thời không tình nguyện đáp chúng ta hiện tại phải đi ngay diệp tố phủ linh lực lên người du phục thời định giúp hắn hong khô y phục tuy nhiên nàng lại phát hiện ra một việc để thay quần áo rồi à quần áo trên người tiểu sư đệ không giống với trước lúc nàng rời đi du phục thời rũ mắt giấu đi tia chột dạ thoáng hiện khi lặn xuống hồ hắn đã cởi quần áo ra còn hóa thành nguyên hình lăn lộn mấy vòng dưới đáy hồ khi nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Tố mới khôi phục lại hình người. Bộ quần áo đó hiện tại đang nằm dưới đáy hồ. Nói chính xác hơn là, giờ phút này, bộ trường bào màu đen mỏng trên người hắn không phải là một bộ đồ mới mà là do vải biến thành. Diệp Tố không thấy hắn trả lời liền cúi đầu cầm lên vạt áo của hắn xem xét, còn chưa nhìn rõ đã bị du phục thời rũi tay bịt kín đôi mắt. Người đi ra ngoài đi, ta thay quần áo đại sư tỷ càng thêm nghi hoặc nếu nàng nhớ không lầm thì trước kia vị tiểu sư đệ nào đó còn muốn thay đồ trước mặt nàng vậy ta ra ngoài đợi đệ nhanh một chút nhé diệp tố nghĩ đến mệnh đèn của dịch huyền nên cũng không dây dưa nhiều ở việc thay quần áo của tiểu sư đệ xoay người bước ra khỏi phòng du phục thời bước về phía trước vài bước nước trên người liền bốc hơi sạch sẽ không gian trong phòng cũng nháy mắt biến mất vu thủ vệ chúng con phải đi tìm dịch huyền sẽ nhanh chóng trở về thiên cơ môn phiền người trông nom diệp tố đưa tin cho vu phong hải nàng vẫn còn chưa thiết kế xong hộ môn đại trận nếu giống như trước kia có ma vật tìm tới thì cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu dù phục thời từ trong phòng bước ra vươn tay kéo kéo cổ áo phía sau của diệp tố xong rồi diệp tố quay đầu lại chúng ta đi thôi nàng lấy ra quyển trục truyền tống được hoàng nhị tiền tiện tay cho trước kia, mang theo du phục thời trực tiếp đi đến trước cửa trảm kim tông. Diệp Tố cho rằng dịch huyền xảy ra chuyện ở đây, nhưng vừa đến ngoài cửa trảm kim tông thì liền nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn, người đến người đi ồn ào nhốn nháo. Có không ít người tụ lại ở ngay cửa tông môn gào to. Các ngươi không phải cũng có trưởng lão đi lâm tuyền thành sao? Vì sao không đi cứu người? Đệ tử thủ vệ hẳn là không còn kiên nhẫn nữa, gắt gỏng trả lời, Lâm Tuyền Thành đã bị ma vật khống chế, luyện khí sư như bọn ta làm sao mà đi cứu. Diệp Tố nhíu mày nghe những người này nói chuyện mới hiểu được đầu đuôi sự việc. Điểm truyền tống trận ở Lâm Tuyền Thành đột nhiên mất liên lạc, mệnh đèn của các tu sĩ đi chuyến cuối cùng đến đó toàn bộ đều tắt, trong đó có không ít tu sĩ của các tiểu môn tiểu phái, đồng môn của họ nóng lòng nhưng cũng không có cách nào khác. Không biết từ đâu truyền ra tin tức trưởng lão của Trảm Kim Tông cũng đi Lâm Tuyền Thành nên mọi người liền chạy tới Trảm Kim Tông cầu cứu. Lâm Tuyền Thành, trưởng lão Trảm Kim Tông. Diệp Tố lẫn vào trong đám người, kéo qua một người trên mặt lộ vẻ tò mò, rõ ràng là một tu sĩ đến hỏng chuyện, "Đạo hữu, xin hỏi vị trưởng lão Trảm Kim Tông đi Lâm Tuyền Thành là người nào vậy?" "Phạm trưởng lão." Đối phương phất tay đáp, Trạm Kim Tông khẳng định là sẽ không đi cứu đâu. Vị phạm trưởng lão đó cũng không phải là người thuộc nội môn của Trạm Kim Tông. Bất quá chỉ là từ thiên cơ môn đầu nhập qua. Lời còn chưa nói xong đối phương liền nhìn thấy ba chữ thiên cơ môn, to tướng trên đạo bào của Diệp Tố. Đa tạ, Diệp Tố lấy được tin tức mình cần, xoay người nắm tay du phục thời, mở quyền trục truyền tống ra biến mất trong đám đông. Bên trong lâm tuyền thành, tất cả các tu sĩ bị dồn đến khu vực trung tâm thành, chung quanh có vô số ma vật canh giữ, không giống những ma vật cấp thấp nhìn thấy người liền nhảy bổ vào cắn xé. Những ma vật này đã được huấn luyện qua, chỉ đứng ở vị trí của bản thân theo dõi gắt gao các tu sĩ ở bên dưới. Giờ phút này ma tôn đang ở bên trong phủ thành chủ, nhìn chằm chằm dịch huyền đang nằm trên giường, không mở mắt ra nhìn đồng loại của ngươi sao. Dịch huyền mở hai mắt, nhìn trần nhà xa lạ, nốt ruồi đỏ giữa mày diễm lệ như một giọt máu tươi ít hầu tự hồ vẫn còn sót lại đau đớn khi bị năm ngón tay đâm thủng cảnh giới giữa hai bên kém quá xa dịch huyền căn bản không có cách nào phản kháng hắn chậm rãi nói ta không phải đồng loại của ngươi ta tên điêu đôi mắt đỏ quạch của nữ nhân nhìn chằm chằm vào dịch huyền ngươi có quan hệ thế nào với bình thư lan dịch huyền chậm rãi ngồi dậy hắn chưa từng nghe qua cái tên bình thư lan bàn tay lén sờ dọc theo mép giường người đang tìm nó à điêu dùng bím tóc câu lấy trọng minh đao giơ lên trước mắt dịch huyền dịch huyền trong nháy mắt vọt tới muốn đoạt lại trọng minh đao bị điêu trường một kích vào giữa ngực cả người bay lên ngã xuống giường nửa người nửa ma điêu đi tới khom lưng nâng cầm dịch huyền vậy mà lại có thể ở một cái tông môn rách nát ngụy trang lâu như vậy dịch huyền quay mặt đi rũ mắt ta không hiểu ngươi đang nói gì. Điều đứng thẳng dậy, tấm tắc, ma trời sinh thích giết chóc, muốn gì làm nấy, nhiều năm như vậy mà ngươi chưa bao giờ phát hiện bản thân có chỗ không thích hợp sao? Ta không tin. Ngón tay trống trên giường của dịch huyền run run, tầm mắt rừng trên trọng minh đao bị ma tôn ném xuống đất, gần từng chữ một nói, ta là người. Ngươi điều ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng, có người nào sau khi nguyên anh vỡ nát lại sinh ra ma khí để chữa trị sao? Đừng lừa mình dối người nữa. Cầm dịch huyền căng chặt, thanh âm đã lâu không nghe thấy lại bắt đầu gào thét trong lòng hắn. Người là ma, là ma. Lặp đi lặp lại không dứt. Trên người của ngươi có huyết mạch của ma chủ, ta không giết ngươi. Bím tóc của Điêu một lần nữa vung lên, cuốn lấy trọng minh đao trên mặt đất ném cho dịch huyền. Sau khi nhập ma thì đi theo chúng ta đi. Dịch Huyền nắm lấy Trọng Minh Đao, có một nháy mắt hắn cảm thấy đao đang kháng cự mình, nhưng khi định thần thăm dò lại thì Trọng Minh Đao vẫn trước sau như một tiếp nhận hắn. Bình thư Lan là ai? Dịch Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Điêu đã đi đến ngoài cửa. Tất nhiên là ma chủ đã chết của chúng ta. Điêu quay đầu lại nhìn Dịch Huyền một lát, sau đó phân phó ma vật đang chờ ở bên ngoài, ném hắn vào huyết trì dịch huyền vừa nghe thấy hai chữ huyết trì thì có chút sững người một năm qua các tông môn đều đang tìm huyết trì nghe nói đó là thông đạo để ma vật tiến vào tu chân giới nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy huyết trì thì trong lòng liền nổi lên sóng to gió lớn những ma vật này chiếm lấy lâm tuyền thành ở trung tâm thành kiến tạo một cái huyết trì cực lớn tất cả những tu sĩ bị bắt đều bị rút máu cho chảy vào trong ao đan tu bị ép phụ trách luyện chế đan dược cho các tu sĩ không được để những người này chết, sau khi tịnh dưỡng lại tiếp tục lấy máu. Ném vào đi, điêu ngồi ở trên ỷ tỏa, ghế dựa, trên đài cao, ra lệnh cho hai ma vật đang sách dịch huyền. Huyết trì chỉ, chỉ mới được lấp đầy một phần ba, nhưng dù vậy cũng đã cao qua đầu một người bình thường. Dịch huyền thân mang trọng thương, tránh không thoát sự kềm kẹp của hai ma vật, khi bị ném vào trong huyết trì hắn chủ động buông trọng minh đao ra, để đao lưu lại bên thành ao linh thể trọng minh bị thương lại là thần binh chính khí bị ném vào huyết trì chỉ, chỉ có tệ hơn mà thôi chỉ là không còn trọng minh đao áp chế sau khi rơi vào huyết trì nửa ma huyết mạch còn là huyết mạch ma chủ trong người dịch huyền trong nháy mắt liền kích phát ra bản năng thị huyết trong xương tủy hắn điều tùy tay chụp lấy một tu sĩ khoét một lỗ sâu trên vai hắn sau đó ném vào huyết trì nàng ta cúi người truyền mật âm vào trong tay dịch huyền ăn hắn dịch huyền có thể ngửi thấy được mùi vị của các loại máu tràn ngập trong huyết trì rộng lớn đặc biệt là mùi vị của máu của tu sĩ đang dãy giụa đối diện hắn thậm chí nghe thấy từng nhịp đập của trái tim đối phương thanh âm luôn chôn sâu dưới đáy lòng đang không ngừng kêu gào bảo dịch huyền ăn tu sĩ đó đi ăn vào sẽ thoải mái hắn không phải ma không muốn làm ma hắn chỉ là đệ tử ngô kiếm phái và thiên cơ môn tương lai còn phải làm thiên cơ môn khai phong sư tổ, thu một đám đệ tử, phát triển thiên cơ môn lớn mạnh hơn. Nghĩ về những chuyện này, dịch huyền nhắm hai mắt lại bắt đầu nhập định, loại bỏ tất cả những thanh âm, mùi vị xung quanh. Phạm Ương Thủy đang ở trong nhóm tu sĩ đang bị rút máu, trước đó đã bị lấy máu vài lần nên sắc mặt tái nhợt, bà nhíu mày nhìn dịch huyền trong huyết trì, bà nhận ra người này, tịnh tông đệ tử của thiên cơ môn cùng ngô kiếm phái sao lại có quan hệ với ma điều nhìn dáng vẻ này của dịch huyền thì rất bực bội ngón tay nhẹ nhàng vung lên tu sĩ vừa rồi bị ném vào huyết trì liền bị giết chết thì cốt trôi nổi trong huyết trì đụng cả vào người dịch huyền cả huyết trì chứa đầy máu tươi tanh tử như tu la địa mục dù vậy dịch huyền trước sau vẫn không mở mắt cố gắng hết sức khống chế bản tính bạo ngược thích giết chóc đang được khơi mào hắn không muốn trở thành một người bị các sư huynh sư tỷ thiên cơ môn ghét bỏ. Hắn có trọng minh làm bạn, tương lai còn phải cùng đại sư tỷ chấn hưng thiên cơ môn, nhị sư phụ còn có rất nhiều chiêu thức chưa dạy cho hắn. Không thể nhập ma, hắn không muốn trở thành ma. chương 158 Rời thành Trong huyết trì to như vậy có một khối thi thể trôi nổi, bên ngoài còn có vô số tu sĩ bị treo lên lấy máu từng đường ống đỏ tươi không ngừng rót máu vào ao. Dưới đáy ao có trận pháp, khiến cho mùi máu tươi bị khuếch đại lên mấy lần. Bị mùi máu không ngừng dụ hoặc, dịch huyền nhập định muốn ngưng thần. Nguyên Anh trong linh phủ vốn lấp lánh kim quang nay đã ảm đạm, loang lổ vết dạn, hắc quang toát ra từ những khe nứt. Mỗi một lần vận lực, thứ lưu chuyển trong kinh mạch không còn là linh lực bình thường mà là ma huyết mang theo hắc khí ma khí trong huyết trì sâu hóm dần dần tụ tập quanh thân dịch huyền, đỏ và đen hòa quyện nhưng không hòa tan, quỷ dị tà ác, tất cả những tu sĩ bị thay phiên lấy máu đều nhìn thấy một màn này. Hắn ta là ma. Tu chân giới nhất định có không ít ma vật như hắn lẫn vào giả trang làm tu sĩ. Hắn còn lẫn vào tông môn đại bỉ, ma vật đã tiến rất sâu vào tu chân giới rồi. Ghê tờm những tu sĩ này dùng thanh âm cực nhỏ xì sầm với nhau, lửa giận mút trời, đồng loạt chĩa đầu mâu chỉ trích nhằm vào dịch huyền trong ao. Điều nghe thấy rõ ràng, nàng ta không những giơ tay ngăn lại những ma vật muốn đi tách các tu sĩ đang trâu đầu ghé tay ra mà còn cố ý phóng đại những thanh âm đó lên, truyền cho dịch huyền trong huyết trì nghe. Mỗi một câu như là một cây đinh sắc nhọn, đâm phập vào trong tay hắn, không ngừng nhắc nhở dịch huyền rằng hắn không giống với người thường. Hắn là ma. Trong huyết trì, đôi tay dịch huyền càng lúc càng siết chặt, ma khí trên người mỗi lúc một dày đặc. Từ lúc bắt đầu, hắn liền cố gắng hết sức xem nhẹ lời nói của Ma Tôn, xem nhẹ huyết mạch ma chủ gì đó trong người mình, không nghĩ đến việc Bình Thư Lan là ai, cũng lờ đi ma khí trong cơ thể. Tuy nhiên những lời nói truyền vào trong tay không ngừng kích thích dịch huyền, làm hắn không thể không suy nghĩ chính mình là ma thanh âm đó càng lúc càng lớn, kêu gào, muốn kéo hắn trầm luân nhập ma. Nhập ma ngươi sẽ có ngay lực lượng tối cao, giết chết hết đống tu sĩ lại nhảy này. Nhìn ma tôn ở trên kia đi, động một ngón tay là đã có thể giết chết ngươi như giết một con kiến. Dịch huyền chợt mở to mắt, nhìn chầm chầm điêu ngồi ở trên cao, màu mắt dần dần chuyển sang đỏ. Điêu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì vừa lòng mà nhếch môi cười, có được huyết mạch ma chủ mà lại muốn làm một tu sĩ bình thường, đúng là kẻ điên nằm mộng. Đệ tử thiên cơ môn chưa bao giờ sẽ nhận mạnh. Một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên truyền vào trong tai dịch huyền. Ma khí quanh quẩn bên người dịch huyền bỗng dưng khựng lại, hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh ao. So với dịch huyền, điều đã sớm phát hiện có dao động của linh lực, có người dám dở trò trước mặt nàng ta sử dụng truyền âm mật nhĩ, bím tóc vung lên vọt vào giữa nhóm tu sĩ cuốn lấy cổ người nọ kéo ra treo lơ lửng giữa không trung trên huyết trì phạm ương thủy dịch huyền ở trong huyết trì bỗng nhiên nắm chặt tay hắn nhớ lại mục đích mình đến lâm tuyển thành phải tìm được phạm ương thủy phải đưa tông sử về tông môn thanh âm vừa rồi là của bà ấy đuôi tóc nhọn dài chọc vào trên mặt phạm ương thủy kẻ hèn hợp thể kỳ người nói cái gì đó thiên cơ môn chính là đồ bại hoại. Phạm ương thủy phun một ngụm nước bọt, giận dữ mắng, cầu kết với mật thám của ma giới, còn muốn cướp nổi bật của trảm kim tông ta, ha ha ha, hiện giờ rốt cuộc cháy nhà lòi mặt chuột. Ma khí trên người dịch huyền trong huyết trì chợt bùng lên tận trời, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm phạm ương thủy, thanh âm trầm khàn, im miệng. Điều nghiêng đầu nhìn phạm ương thủy mắng chửi người, Mỗi khi bà mắng một câu thì ma khí trên người Dịch Huyền lại dày thêm một phần. Tu sĩ tu chân giới cứ thích đấu đá nội bộ, đúng là vạn năm không đổi. Ăn tu sĩ hợp thể kỳ có thể nâng cao tu sáu hay không? Dịch Huyền rời tầm mắt, nhìn điêu lạnh lẽo hỏi, có thể lên đến cảnh giới của ngươi không? Cảnh giới bằng ta? Điều gõ gõ bộ móng dài lên tay vịn của ghế, một tu sĩ hợp thể kỳ thôi thì sợ không đủ lắm thả ta ta người cũng là tu sĩ vì sao lại muốn ăn tu sĩ phương ương thủy dường như là rốt cuộc cảm thấy sợ hãi không ngừng dãy giụa điều có vẻ là cảm thấy phiền vì bà la hét ầm ĩ bím tóc dựng lên thẳng tưng trông như một cái kim khổng lồ muốn chọc xuyên đầu phạm ương thủy ta muốn đồ sống dịch huyền đột nhiên mở miệng để ta tự mình động thủ điều nheo nheo mắt không hổ là có huyết mạch ma chủ bản năng giết chóc không giấu đi đâu được. Tuy nhiên vừa dứt lời thì đuôi tóc của Điêu cũng không quay trở về mà ngược lại vẫn xông thẳng vào Phạm Ương Thủy, tầm mắt nàng ta thì vẫn nhìn dịch huyền không rời. Trong mắt dịch huyền không có chút dao động may mảy nào, chỉ nhìn chằm chằm Phạm Ương Thủy, thậm chí còn có chút hương phấn. Khi đuôi tóc của Điêu đâm vào người Phạm Ương Thủy thì có chút xê dịch, tránh đi những chỗ yếu hại, sau khi đuôi tóc rút ra thì máu liền bắn tung tóe khắp mặt phạm ương thủy bà cũng bị ném vào huyết trì cảnh giới của nàng ta cao hơn ngươi thay ngươi xử lý trước một chút khi thu tóc về thì điêu cũng mỉm cười biểu lộ thiện tâm với dịch huyền sau khi phạm ương thủy rơi xuống huyết trì thì dịch huyền liền đi tới hắn bắt lấy bà há miệng cắn xuống nơi yếu hại nhất là cổ điêu ngồi trên đài cao không nhịn được mà bật cười ha hả đi thiên cơ môn. Dịch huyền kề sát vào Phạm Ương Thủy, mở ra quyển trục vạn cảnh thông đưa cho bà, mọi người đang cần tông sử. Phạm Ương Thủy cả người bị đuôi tóc chọc thùng không có mấy chỗ lành lặn, bà nhìn thẳng vào hai mắt đỏ bừng của dịch huyền, ra nan nói, đừng chết. Rõ ràng chưa từng bao giờ tiếp xúc, giao điểm duy nhất giữa hai người chỉ là một thiên cơ môn vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể liên kết lại khi còn chưa có một ai phản ứng lại được thì phạm ương thủy đã biến mất giữa huyết trì nụ cười đông cứng trên mặt điêu nàng ta nhìn dịch huyền đứng trong huyết trì đang ngửa đầu nhìn mình ma khí trên người hắn đã ngừng bạo trướng tức khắc cơn giận dữ bùng lên tới bước này rồi mà ngươi vẫn còn muốn cứu người phạm ương thủy vừa đi dịch huyền liền thở một hơi nhẹ nhõm hắn không đi với bà vì trọng minh đao vẫn còn ở đây hắn ngửa đầu nhìn ma tôn ở trên đài Ma khí trong cơ thể vẫn không ngừng ngo ngoe dục dịch nhưng trong đầu hắn lại nhớ lại rất nhiều chuyện. Mấy thanh kiếm đó không xứng với đệ. Trọng Minh bịt lưỡi dấu mối, nếu chọn đệ thì chứng minh đệ đáng giá. Tiểu sư đệ, đệ đánh nhau với đại sư tỷ à? Diệp Tố nói ngươi xấu. Lão tử thấy ngươi là một hạt giống kiếm tu tốt, không bằng làm đồ đệ của lão tử đi dịch huyền ngửa đầu nở nụ cười nhìn ma tôn lúc trước ở trong kiếm chủng tất cả kiếm đều không chọn hắn hẳn là đã cảm nhận được trong thân thể hắn có huyết mạch của ma nhưng trọng minh nguyện ý tiếp nhận hắn ma thì lại làm sao còn có thiên cơ môn đại sư tỷ hẳn là sẽ đến cứu hắn nhỉ chỉ là không biết bản thân có thể sống đến lúc đó được hay không người thích cứu tu sĩ lắm đúng không sắc mặt điều bình tĩnh lời nói nhẹ nhàng dường như chỉ đang đàm đạo với dịch huyền nhưng loan đao lại rời tay bay về phía các tu sĩ nàng ta phải giết đám tu sĩ bên cạnh ao cho thằng nhãi này thấy ầm um, loan đao còn chưa bay đến thì thì toàn bộ lâm tuyền thành đột nhiên chấn động tụa hồ trũng xuống dưới điều cảnh giác thu hồi loan đao cảm nhận được áp bách nguy hiểm lúc này phía trên hộ thành đại trận của lâm tuyền thành đột nhiên có một thanh kiếm đỏ như máu bay tới từ trên không trung thẳng tắp đâm xuống là khấp huyết kiếm dịch huyền ngửa đầu nhìn lên dù phục thời tới vậy đại sư tỷ nhất định cũng ở đây bên môi hắn khẽ hé một nụ cười nhưng nhớ tới ma khí trong cơ thể mình thì khóe môi lại chậm rãi hạ xuống khấp huyết kiếm đụng xuống đại trận phát ra quang mang chói mắt nhưng đại trận không có bị phá nó dường như bị tổn thương lòng tự tôn bắt đầu điên cuồng chọc vào một chỗ trên đại trận, giống như chim gõ kiến mổ vào thân cây, thanh âm bong bong cùng từng làn sóng quang mang không ngừng phát ra. Các tu sĩ cùng ma vật bên trong đại trận giờ phút này hiếm thấy lại có cảm xúc giống nhau. Khấp huyết cảm thấy không sảng khoái, dứt khoát bay ra từ thân kiếm, toàn bộ linh thể dựng đứng thẳng tắp, sau đó hắn trổng đầu xuống, bắt đầu cụng vào đại trận, từng tiếng bong bong lại vang lên từng tiếng lại từng tiếng ngân vang. Vì thế cả tòa lâm tuyền thành ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy một thanh kiếm cũng một kiếm linh nổi điên. Ma vật cùng tu sĩ đều chưa gặp qua trường hợp này bao giờ, trong lúc nhất thời ai nấy an tĩnh dị thường, chỉ có máu trong huyết trì vẫn không ngừng cuồn cuộn dao động. Điều nắm lấy loan đao, bị một màn này làm cho đơ người. Dịch huyền nhân lúc này nhảy vọt lên khỏi huyết trì, giơ tay triệu hoán trọng minh đao trong nháy mắt hắn nắm lấy trọng minh đao, ma khí trong cơ thể bị đao ý mài mòn đau đớn, nhưng linh phủ lại thêm vài phần thanh minh. Điệu lập tức quay đầu lại nhìn hắn, tay phóng ra loan đao, dịch huyền một thân huyền bào bị máu thấm ướt sũng, đôi tay nắm chặt trọng minh đao, chém về phía loan đao bay tới. Mặc dù bị va chạm chấn đến tê giải nhưng hắn cũng không hề buông lỏng trọng minh đao. Lực độ của loan đao rất nặng, chậm chí khi bị Dịch Huyền chém tới chặn lại, nó vẫn còn có thể sấn tới muốn đâm vào cổ hắn. Dịch Huyền dùng hết tất cả sức lực để né tránh, nhưng chỗ cổ vẫn bị cắt qua một vết thật sâu. Lúc này Lâm Tuyền Thành lần thứ hai chấn động, khi mọi người ngẩng đầu một lần nữa, thì bên trên của đại trận đã xuất hiện một cái lỗ to. khớp huyết rú lên một tiếng quái dị, ông lấy thân kiếm bản thể của chính mình trực tiếp nhào xuống huyết trì, lặn sâu xuống dưới há mồm uống ừng ực từng mụ máu to. Sau đó hắn lại trồi đầu lên, vừa uống vừa bơi, mười phần thích ý. Nhìn khắp ma đồ cũng chưa chắc có ai biết hưởng thụ như hắn. Ma vật cùng tu sĩ. Trong lúc nhất thời không biết đây là địch hay là bạn. Điều thu hồi loan đoan, cúi đầu vút qua chỗ hồng trên lưỡi đao, nhíu mày thầm nghĩ, đây là lực lượng của huyết mạch ma chủ ư. Tạo một cái huyết trì lớn như vậy, các ngươi muốn dọn hết ma vật trong ma giới sang đây sao? Diệp Tố Phi thân xuống từ lỗ hổng trên đại trận, liếc mắt một cái nàng liền nhận ra ma đầu nào đứng đầu ở đây. Dù phục thời theo sát phía sau nàng, cùng nhau đáp xuống. Khi nghe thấy những lời này trong lòng điêu liền cả kinh, nhưng đợi đến khi nhìn thấy Diệp Tố thì lại bật cười chế giễu, hóa thần sơ kỳ. Một con kiến nhỏ nhoi cũng dám nói năng bừa bãi sau đó khi nàng ta nhìn xuống đạo bào của Diệp Tố thì chỉ vào dịch huyền nói, người có biết trong thiên cơ môn của các ngươi có ma hay không? Dịch huyền ngâm mình trong huyết trì một hồi lâu, quanh thân vẫn còn lợn vườn ma khí, màu đỏ trong tròng mắt càng chưa rút đi, người sáng suốt vừa thấy là đã có thể nhìn ra manh mối. Diệp Tố liếc nhìn dịch huyền, ừ một tiếng, cho nên là... Điều, thiên cơ môn các ngươi có ẩn chứa ma vật. Diệp Tố đứng ở trên thành huyết trì, nghe vậy thăm dò nói, vị ma hữu này hay là ngài là người bên tu chân giới chúng ta? Ở ma giới nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy nhất định là vất vả lắm đúng không? Mọi người! Tình huống một lần nữa trở nên quỷ dị. Điều không muốn phí miệng lưỡi với con nhóc này nữa, muốn sông lên giết quách cho xong. Nào ngờ lúc này Lâm Tuyền Thành lại một lần nữa chấn động, nhưng rõ ràng bên ngoài đại trận đã không còn ai thật ngại quá diệp tố chủ động nhấc tay nói đây là lần đầu tiên ta truyền tống cả một tòa thành nên kỹ thuật vẫn còn kém một chút truyền tống cái gì cơ trong nháy mắt mọi người đều hoài nghi lỗ tai của chính mình hẳn là đến côn lươn rồi diệp tố chỉ chỉ ra ngoài thành nói điều cứng đờ cả người nhanh chóng phóng thích ma thức ra xem xét thì quả thật phát hiện ngoài thành đã trở nên xa lạ tràn ngập linh khí kẻ nào lỗ mãng. Một đạo thanh âm mang theo uy áp vượt xa thông thường truyền tới từ bên ngoài lâm tuyển thành. Hộ thành đại trận vốn dĩ chỉ lủng một lỗ thế mà lại bị đạo thanh âm này hoàn toàn đập vụn. Toàn bộ người bên trong thành bị thanh âm này chấn động đến hộc máu, diệp tố và dịch huyền cũng không ngoại lệ. Bản năng của điêu nói cho nàng ta biết mọi chuyện đã không ổn, đây nhất định là mấy lão yêu quái của các đại tông. Cả tòa Lâm Tuyền thanh thế nhưng thật sự bị truyền tống vào côn luân. Điều không chút do dự nhảy vào huyết trì, trước khi lợi dụng trận pháp chạy trốn về ma giới thì nàng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Tố, người này, nàng ta nhớ kỹ. Những ma quân khác chậm nửa nhịp, khi nhảy vào huyết trì thì phát hiện máu đã cạn rồi. Ờ, khấp huyết kiếm đánh ở một cái, túm lấy bản thể của mình, nhảy lên gõ đầu từng tên ma quân một bên ngoài lâm tuyền thành, rừng cây cùng các đình đài nghỉ chân bị đè sụp ngổn ngang. Toàn thể côn luân khiếp sợ, ai cũng không rõ một tòa thành lớn như vậy làm sao xuất hiện trong tông môn, ngay cả lão tổ tông đều bị kinh động. Phong trần đạo nhân từ trong đại điện thuấn di đến bên ngoài lâm tuyền thành, ông không bước vào mà đứng ở trước cửa thành khom lưng cúi đầu, hô lên với người vừa tới, sư tổ. Trường 159, sao tôi đã ấp hết tồn kho, good night cả nhà, hẹn gặp lại sau nhen, nhanh thui hà. Với là tôi cô có drop chuyện nhen, thời gian qua ra chuyện hơi lâu xin lỗi mọi người giấu lớn. Giấu bé. Chính sơ tôn nhân. Sau khi biết dịch huyền vào lâm tuyền thành, Diệp Tố cùng du phục thời liền dùng quyển trục truyền tống tới bên ngoài thành, nhưng không có cách nào có thể tiến vào bên trong. Hộ thành đại trận được dựng lên không những ngăn người ngoài tiến vào mà ngăn cả người bên trong đi ra, cả tòa thành Lâm Tuyền trở thành một cái thùng sắt kín mít, vào không được, ra cũng không xong. Muốn đi vào trước tiên phải phá trận, chỉ là hiện tại liên lạc bên trong Lâm Tuyền thành cùng bên ngoài đã bị cắt đứt, bên trong chắc chắn đã xảy ra vấn đề, không biết có bao nhiêu ma vật nhưng dám làm đến mức này thì khả năng cao là có ma tôn ở bên trong. Diệp Tố tự giác được mình đánh không lại ma tôn, xông vào chỉ có tìm chết. Bất quá, nàng đánh không lại nhưng có người khác đánh thắng được. Một tòa thành lớn như vậy, vạn nhất bên trong tất cả đều là ma vật thì chỉ có tu chân đệ nhất tông phái mới có thể tiêu hóa được. Cho nên Diệp Tố quyết định lợi dụng truyền tống trận đưa Lâm Tuyền Thành đến phái Côn Luân. Lúc trụ lại Côn Luân tham gia tông môn đại bỉ, Diệp Tố từng luyện qua không ít truyền tống trận, có một vài cái vẫn còn hoàn chỉnh ma vật xâm lấn quá đột ngột, những truyền tống trận đó vẫn chưa bị dẹp đi. Vừa vặn dùng ngay lúc này. Bất quá truyền tống cả một tòa thành là một đại công trình, nàng chỉ mới hóa thần sơ kỳ, khả năng truyền tống thành công gần như bằng không. Đồng thời truyền tống trận cần có linh khí, thiết hạ một truyền tống trận khổng lồ như thế nhất định sẽ khiến cho bên trong thành chú ý. Diệp Tố đứng ở bên ngoài lâm tuyền thành, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định dùng thần thức. Có hai nguyên nhân cho quyết định này, một là thần thức dựa vào thức hải, nàng đã trải qua lôi hải rèn luyện trong luân truyền tháp, thức hải được mở rộng ra mấy lần, gần như chiếm cứ toàn bộ linh phủ, hẳn là có thể chống đỡ đủ để thiết hạ một đại hình truyền tống trận xưa này chưa từng có. Hai là thần thức không cần linh khí, sẽ không kinh động đến người trong thành. Diệp Tố nhắm mắt lại, phóng thích ra thần thức len lỏi xuống đất, lấy thần thức hóa trận. Không chỉ riêng như thế, nàng còn đồng thời triệu hồi ra một luồng linh lực mỏng manh vẽ ra một chiếc truyền tống trận siêu bé truyền tống thần thức của mình vào trong sân của Côn Luân, dùng thần thức kết hạ một truyền tống trận siêu to khổng lồ ở hai nơi cách nhau vạn dặm. Hai điểm truyền tống trận tiêu hao hết một nửa thần thức của Diệp Tố, khi khởi động trận nàng còn phải xuất ra hết tất cả thần thức còn lại muốn truyền tống cả tòa lâm tuyền thành thì trước tiên cần phải cậy phần móng thành lên trước, không tránh khỏi sẽ khiến cho bên trong thành chấn động. Lúc này du phục thời liền nhìn sang khắp huyết kiếm bên cạnh, nó tức khắc bay lên, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong thành. Tuy nhiên khắp huyết lại bị huyết trì to tướng bên trong thành hấp dẫn, cả một ao đồ ăn âm ấp, tuy rằng chất lượng không tốt nhưng đối với hắn mà nói vẫn có sức dụ hoặc cực lớn cho nên khớp huyết dứt khoát bay ra lấy đầu đâm trận khi đại trận bị đâm thủng một lỗ thì cũng là lúc trận pháp khởi động diệp tố và du phục thời lúc này thừa cơ tiến vào trong thành rời đi sự chú ý của bọn họ tất cả mọi người đều bị hai người một kiếm một linh hấp dẫn không nhận thấy được không trung bên ngoài thành đã thay đổi cả tòa thành bị truyền tống tới côn luân khi diệp tố tiến vào thành thì thần thức trong cơ thể đã bị đào trống không lại bị trận thế trong thành làm cho khiếp sợ nhưng trên mặt nàng vẫn chấn định vô cùng, chủ động lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của ma tôn đối diện. Nàng nhìn thấy dịch huyền cả người quanh quẩn ma khí, biết tình trạng của hắn không tốt nhưng tình huống khẩn cập, lúc này chỉ có thể cầu nguyện lâm tuyền thành bình an truyền tống tới Côn Luân. Diệp Tố không biết là khi thân thức của nàng kết trận ở trong sân Côn Luân đã kinh động đến vị nào đó đang bế quan, nàng chỉ biết khi Lâm Tuyền Thành lần thứ hai chấn động là đã thành công. Lâm Tuyền Thành đã bị nàng truyền tống tới bên trong côn luân phái. Bên trong thành thoạt nhìn chỉ có một ma tôn, tuy rằng số lượng ma vật không ít nhưng côn luân nhất định có thể giải quyết được, dù sao họ cũng chiếm giữ tên tuổi tu chân giới đệ nhất đại tông nhiều năm như vậy, hẳn là không phải nói xuông. Bất quá có một số việc rốt cuộc vẫn nằm ngoài dự kiến của nàng, khi thanh âm kia phá vỡ đại trận và đả thương toàn bộ người trong thành thì Diệp Tố liền đoán được Côn Luân có Bế Quan đại năng ra tới. Vốn dĩ nàng tưởng nhiều nhất chỉ là Phong Trần đạo nhân ra tay. Diệp Tố lui ra sau một bước, nghiêng đầu nói khẽ với Dịch Huyền, "Để mở quyển Trục Vạn Cảnh Thông đi trước đến Ngô Kiếm phái đi." Dịch Huyền mím môi, "Đã đưa cho Phạm trưởng lão." "Phạm trưởng lão đi rồi?" Diệp Tố chợt quay đầu lại, sau đó nhanh chóng đưa cho hắn một quyển trục truyền tống khác. Đã đi thiên cơ môn, đệ đã nói với bà ấy chúng ta cần tông sử. Dịch huyền không nhận quyển trục, quyển trục truyền tống bình thường không dùng được, trong thành có trận pháp ngăn cản. Dù phục thời ném mấy thanh khiết thuật lên người dịch huyền, che mũi lại, thúi. Lần đầu tiên dịch huyền không có tức giận, mặc dù bị thanh khiết thuật đập vào mặt hắn cũng không nói gì, hắn nhìn hai người, sau đó chậm rãi nói, ta hẳn là có huyết hạch của ma chủ. Dù phục thời không phản ứng, ma chủ huyết mạch hay cái gì chủ huyết mạch đi nữa đối với hắn mà nói thậm chí còn không quan trọng bằng ngủ. Còn Diệp Tố thì liếc mắt nhìn dịch huyền, huyết mạch có nghịch thiên hơn nữa thì cũng là ngũ sư đệ, đừng mơ bò lên đầu ta. Dịch huyền, ý của hắn là thế này sao? Khi tất cả tu sĩ trong thành bị chấn động bị thương, Ma vật nhảy huyết trì chạy trốn thất bại thì đại môn lâm tuyền thanh bị mở ra. Rõ ràng trung tâm thành cách đại môn một khoảng xa nhưng mọi người trong thành cùng ma vật lại có thể cảm nhận được có người đang bước tới. Chỉ trong một chớp mắt hai người một trước một sau liền tới đài cao trên huyết trì toàn thân bạch y. Những tu sĩ tu sáu thấp căn bản không kịp dương mắt nhìn người thì đã bị uy áp quanh thân người đứng trước ép cho hộp máu hôn mê bất tỉnh phong trần đạo nhân đứng ở phía sau người nọ hơi khom lưng cúi đầu đây là một tư thái tôn kính cơ hồ toàn bộ người trong thành đều muốn quỳ xuống diệp tố cũng thiếu chút nữa quỳ xuống bị du phục thời kéo lưng áo giữ lại tay nàng đặt ở phía sau lặng yên thu hồi thần thức của mình bộ dáng của người nọ bất quá chỉ trung niên hai mắt như giếng cổ trải qua tăng thương không gợn sóng thân hình cao lớn bên hông không có kiếm ma quân chỉ với hai chữ tất cả mọi người không biết ông ra tay lúc nào cũng không thấy bất kỳ ánh kiếm nào những ma quân trốn vào huyết trì nổ tung tại chỗ thân thể dập nát sạch sẽ đây chính là độ kiếp đại năng cảnh giới gần nhất với thần có vài tu sĩ trộm nhìn người ở bên trên trong mắt tràn ngập sự hâm mộ cực kỳ đối với sức mạnh ma quân đều dễ dàng tan xác như vậy những ma vật còn lại trong thành tức khắc đại loạn bỏ chạy khắp các hướng nhưng người nọ chỉ hơi hơi xoay người thì uy áp liền trực tiếp đè chúng không cách nào nhúc nhích. Người nọ nghiêng đầu nhìn về phía Phong Trần đạo nhân, giết. Phong Trần đạo nhân đã là cảnh giới tối cao trong giới tu sĩ hiện nay, hiện tại lại nhận phân phó từ người này, ông rút ra kiếm, tiến tới một bước, trong mắt mọi người liền xuất hiện vô số Phong Trần đạo nhân, đây là do tốc độ của ông quá nhanh, tất cả chỉ là tàn ảnh, không đến cái chớp mắt thứ hai tất cả ma vật đều bị giết sạch sẽ. Lực lượng áp chế tuyệt đối khiến bên trong tòa thành yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại tiếng hít thở hoặc dồn rập hoặc bình đạm. Là người đem thành truyền tống vào côn luân. Người nọ nhìn Diệp Tố, uy áp trong lời nói như hữu hình, đè nặng nàng khiến nàng muốn quỳ xuống ngay lập tức. Dù phục thời một lần nữa dỗi tay giữ Diệp Tố lại, một tay khác mở ra, khấp huyết nhập vào kiếm bay trở về trên tay hắn. Phong Trần Đạo Nhân trở về đứng phía sau người nọ thấy thế híp mắt, dù phục thời này không thích hợp, vậy mà lại có thể chống cự uy áp của sư tổ. Thú vị, tầm mắt người nọ lướt qua ba người, nửa ma huyết mạch, trời sinh thức hải, còn có. Yêu. Các tu sĩ quỳ trên mặt đất nghe vậy đều đồng loạt quay đầu nhìn ba người diệp tố, bọn họ đều là cái gì cơ? Trời sinh thức hải. Phong Trần đạo nhân nghe thấy bốn chữ này, theo bản năng tiến lên một bước, sư tổ, đó là độ kiếp gần thần diệp tố cũng không ngạc nhiên đối phương có thể nhìn ra được chỉ là hơi thở của người này lạnh băng sợ là không có ý tốt dùng thần thức thâm nhập côn luân ngầm thiết trận người nọ nhìn về phía diệp tố côn luân là nơi ngươi có thể dòm ngó sao chỉ hạ sách phải dùng đến trong tình huống cấp bách diệp tố muốn giải thích đối phương mặt vô biểu tình cũng không muốn nghe đầu ngón tay phất một đường về phía ba người ba đạo kiếm ý ngưng tụ thành thật thể, đâm thẳng về hướng bọn họ, kẻ nhiễu loạn côn luân, chết. Kiếm ý của độ kiếp đại năng, đừng nói là chắn, khi chúng bay tới ba người thậm chí vô pháp cục cửa. Cổ tay du phục thời khẽ nhúc nhích, rũ mắt muốn huy kiếm. Lúc này, không gian bên cạnh ba người bỗng nhiên bị xé rách, một bàn tay chậm rãi hạ xuống che trước mặt bọn họ, đánh tan kiếm ý. Từ vết nứt không gian truyền đến một thanh âm mênh mông, chính Sơ Tôn Nhân, việc của tiểu bối, chớ nhúng tay. Lại là một đại năng nữa. Chính Sơ Tôn Nhân cũng chính là người đứng trên đài cao trên huyết trì, nhìn về phía không gian bị xé rách, từ khi nào Bồng Lai đã bắt đầu quản tục sư? Bồng Lai thân ở thế tục, chưa bao giờ rời đi. Thanh âm mênh mông kia không nhanh không chậm, chính Sơ Tôn Nhân, mấy vị tiểu bối này có duyên với Bồng Lai? ta dẫn họ đi trước. Ba người Diệp Tố còn chưa phản ứng lại thì một bàn tay khác lại vươn ra từ vết nứt, trực tiếp mang bọn họ rời khỏi Lâm Tuyền Thành, hoặc là nói rời khỏi Côn Luân. Sư Tổ, Phong Trần Đạo Nhân không ngờ đến được bồng lai lại sẽ nhúng tay, lúc trước đưa áo choàng thanh bồng bên ngoài Luân chuyển tháp còn có thể dùng vị trí đứng đầu để lấy làm cớ, giờ đây đã hoàn toàn muốn can thiệp giúp thiên cơ môn trên mặt chính sơ tôn nhân cũng không có cảm xúc gì khác, cũng không ra tay ngăn cản, chỉ là một bước liền bước ra lâm tuyền thành, phong trần đạo nhân theo sát sau đó. Ông hơi nghiêng đầu hỏi phong trần đạo nhân, lục quyết đâu? Đã chết, phong trần đạo nhân cúi đầu, đồng quy vu tận với bình thư lan. Phế vật, chính sơ tôn nhân chỉ lưu lại một câu như vậy, không biết là nói bình thư lan hay là lục quyết. Chính sơ tôn nhân bế quan ngủ đông, không thể ở bên ngoài quá lâu, rất nhanh liền biến mất trước mắt phong trần đạo nhân. Đầu vẫn luôn cúi thấp của phong trần đạo nhân rốt cuộc nâng lên, xoay người nhìn về phía lâm tuyển thành nằm một đống trong côn luân cảnh nôi, nhớ tới vừa rồi sư tổ nói, ba đệ tử kia của thiên cơ môn vậy mà lại có yêu, có ma, còn có một người có trời sinh thức hải. Đạo nhân, lâm tuyền thành này, phải làm sao bây giờ? Lão nhân tóc nâu đi ra hỏi, các đệ tử côn luân tránh ở đằng xa giờ phút này cũng rốt cuộc sôi nổi tiến lại gần thăm dò, trên mặt không giấu được kinh hãi cùng khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, trong côn luân thế nhưng sẽ có một tòa thành từ trên trời rơi xuống. Nếu không phải khu vực này chuyên dùng các các tông môn khác trụ khi đến làm khách, đổi thành một chỗ khác mà đột nhiên truyền tống một tòa đại thành tới thì chỉ sợ sẽ đè chết không ít đệ tử côn luân tìm người, truyền tống trở về. Phong Trần đạo nhân phủi phủi ống tay áo, thanh trừ ma huyết dính trên y phục, sau đó trở về đại điện. So với Lâm Tuyền Thành đột nhiên bị truyền tống tới, ông càng để ý hơn việc Bồng Lai nhúng tai vào chuyện Thiên Cơ môn, cùng với trời sinh thức Hải Diệp Tố. Còn vì sao Phong Trần đạo nhân không cho rằng Du Phục thời là trời sinh thức Hải là vì hắn giống yêu trong lời sư tổ hơn. Cũng đúng. Nếu không phải là yêu thì làm sao có thể khống chế được thanh yêu kiếm kia? Lão nhân tóc nâu đứng ở bên ngoài Lâm Tuyền Thành, ngửa đầu nhìn tòa đại thành này đau đầu nghĩ thầm, tìm ai mới có thể truyền tống thành trở về đây. Tin tức toàn bộ Lâm Tuyền Thành bị truyền tống đến Côn Luân không đến một ngày liền truyền khắp tu chân giới, mọi người nghe nói tới đều bị chấn động. Đây là việc mà người có thể làm ra sao? Ngoài ra vài vị tông chủ khác khi chính sơ tôn nhân thức tỉnh xuất quan thì họ cũng cảm nhận được có một cỗ lực lượng bao trùm lấy họ, liền hiểu rõ đây là lão tổ tông ra tay phòng ngừa vạn nhất. Nửa năm trước, Thượng Khuyết Tông ở phương Bắc có một vị đại năng bế quan thức tỉnh kịp thời cứu lấy Thượng Khuyết Tông đương nhiệm tông chủ. Tu chân giới quả nhiên sắp rối loạn. Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ đứng bên vách núi kiếm trùng thấp giọng nói. Tông chủ, tân thẩm chi mang theo một thân ma huyết chạy tới bọn họ nói dịch huyền là ma nửa ma chu kỳ quay đầu lại làm sao vậy tân thẩm chi gãi gãi đầu tóc xù không có việc gì nhóc con có là ma hay không là ma thì đều là đồ đệ của lão tử ai muốn động đến nó thì trước tiên phải bước qua xác của lão tử đã